Vãi trưởng qua em làm kèo chip boy, giờ đá bóng. Có gì táo ở đây nhỉ? Ngày hôm qua nó vẫn đấy, nó vẫn còn đây. Alo, alo. Vâng, như vậy xin chào mừng tất cả anh em đến với cả buổi trực tiếp trên fanpage của Chip Boy cho buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, như vậy là hôm nay là lượt trận thứ hai tại giải 9 châu môn Star Cup vòng 2. Vâng, lượt 2. Chip Boy đối đầu với cả game thủ 98. Và hôm qua thì 98 cũng đã hạ gục game thủ No.1 với tỷ số là 7-6. Và Chip Boy cũng đã để thua, và Gunny cũng là tỷ số 7-6. Vâng, đây đáng tiếc. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì tôi hy vọng là Chip Boy sẽ có điểm đầu tiên cho mình, cũng như là trả thù cho game thủ No.1. Và trước khi đến với cả kèo đấu, vâng, thì anh em check giúp em xem tiếng mic, tiếng game đã ok chưa. Vâng, nếu đã chuẩn rồi thì cho em xin phím 1 trên khung chat nha. Vâng, mọi người chờ chút nha, để em ghim cho anh em cái link nhà tài trợ lên, để cho anh em nào mà có mua bán gì thì kích vào đấy. Vâng, như vậy ok rồi, anh em chờ ít phút nhá, để cho quản lý cài map cho game thủ Chip Boy, sau đó chúng ta sẽ xúc luôn. Vâng, xin chào anh Hữu Thiên Hồ nhá. Hello anh Trung Anh, xin chào anh Phạm Quang Sáng, hello anh Sô-cô-la nhá. Xin kính chào tất cả anh em và chúc anh em có một buổi sáng cuối tuần xem kèo thật là vui vẻ. Một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Hôm qua thua Gunny nha anh Lê Cường. Hôm qua thì Chip Boy thua Gunny với tỷ số là 7-6. Vâng, hello anh Nhất Trên Si nha. Anh em rảnh thì có thể like cũng như chia sẻ để và comment mạnh mẽ lên để cổ vũ cho game thủ Chip Boy nha. Vâng, và sau đây là một phút quảng cáo. Ngày hội 9 châu môn All Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7, thể loại thi đấu solo random, quy
Quy tụ 12 gương mặt xuất sắc của AIE Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính chung ngày hội AOE lần này. Thể thức thi đấu đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Và anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì qua showroom sàn SBC VFloor Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn màu ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 020-3361-8181. Vâng, hôm qua thì công nhận, vâng, với cái cương vị mà em cũng là một người bình luận viên cũng như khán giả thì em xem cái trận thi đấu của game thủ chip boy, công nhận là cũng lỗi. Vâng, phải nói như vậy. Và chúng ta sẽ làm lại thôi, nói chung là vẫn rất nhiều cơ hội dành cho chip boy trong cái giải All Star Cup lần này. Vâng, 9 chun All Star Cup. Vâng, và mọi người có thể vào aoe.vn nha để gạch chéo All Star Cup để mà cập nhật cái lịch thi đấu cũng như kết quả của các em thủ nha. Vâng, sáng sớm đã hò rồi. Vâng, xin chào anh Thái nha. Ồ, vâng, em có thấy giống gì đâu. Ok anh Quang Đạo nha, anh em chờ xíu nha, khi mà có lẽ đang chỉnh máy cho game thủ 98 của chị Boy thì tôi nghĩ là sẵn sàng rồi. Hello anh Gia Minh Ốc nha. Chuẩn bị xúc rồi. Vâng, chuẩn bị đánh rồi nha anh em, chờ xíu nha. Vâng, chào cậu Nguyễn Huy Quốc Khánh nha. Nô 1 này có nha anh Thắng Hiếp. Nô 1 thì hình như là vào lúc chiều. Nô 1 đánh chiều kiến. Vâng, nó một thì chiều dường như có cuộc đối đầu với cả Hồng Anh à? À He He đúng rồi. Vâng, chiều nay thì nó một đối đầu với cả game thủ He He. Vâng, giải đấu của chúng ta sẽ thi đấu đến cuối tháng cơ. Và hôm qua xem lại mấy cái trận thi đấu của mấy cái ông bình luận viên đi đa bóng làm tôi cảm giác quá thất vọng, toàn thánh nổ thôi. Vâng, nào thì ông Hùng Chris tôi thấy ở văn phòng thì khởi động, nhảy ếch, nhảy ủng, các kiểu. Xong nhảy được mấy vòng thì kêu em chấn thương rồi. Ôm chân, ngồi ôm chân. Đến lúc ra sân, lúc nào vâng, tấu hài. Và chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu đầu tiên, lượt trận thứ hai giải chín chung, vâng, chín chung All Star Cup lần này nha. Vâng, líu quá nhở. Buổi sáng hôm nay thì như là chưa thấy bạn nữ nào anh em ạ, chưa thấy bạn đại sứ của thương hiệu đến. Thôi chúng ta xúc, vâng, không cần quan tâm đến BG hay là gì cả. Chúng ta quan tâm với cả trận thi đấu rồi. Và chuyển qua màn hình máy quay quần. Và hôm nay tự tay tôi sẽ quay quần cho game thủ chip boy. Và như vậy là solo min one trong trận thi đấu đầu tiên. Quá cần, không còn gì cần hơn rồi. Ồ, như vậy là quay lại, có người bên trên quay rồi anh em ạ. Anh quay quân nhá. Ok. Bỏ Canon full. Rồi rồi rồi. Vâng, như vậy là sẽ có tên quay lại anh em ạ. Khi mà bên trên thì có trọng tài quay quân. Vâng, như vậy là hôm nay sẽ có trọng tài quay quân nha. Vâng, chào anh Thắng Xuân Nguyễn nha. Vâng, hello anh Lưu Phong nha. Xin chào anh Nông Thôn Cẩn Thận. Hello anh Xuân Vũ nha.
Vâng, đây là trận thi đấu đầu tiên là gì đây? Vâng, như vậy IA và Egypt. Vâng, chúng ta là Egypt và bên kia họ là IA. Quân nói chung là cũng khá cân nhau. Vâng, Chip Boy là người cầm Egypt và phía bên kia game thủ 98 là người cầm IA. Chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu đầu tiên ngay sau đây. Vâng, màn hình máy của game thủ Chip Boy. Vâng, như vậy là mở mắt ra đã thấy đôi voi luôn dành cho game thủ Chip Boy. Đây là một dấu hiệu vâng đáng mừng báo về đây. Quả đầu cũng là gần với nhà chính của mình. Một mai quả 6 cây dành cho game thủ Chip Boy. Nói chung là vị trí cũng là đẹp. Vâng, thấy quả 6 đôi voi dành cho mình. Vâng, quả đầu 6 gỗ đầu cũng khá gần và có đôi voi dành cho Egypt. Chung là vâng ổn đấy. Và sau đây là một phút quảng cáo nhá. Và ngày hội chín chum All Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7. Thể loại thi đấu là solo random. Quy tụ 12 gương mặt xuất sắc của AI Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn kịch tính và hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chín chum ngày hội AOE lần này. Thể thức thi đấu đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng. Thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Vâng, hệ thống quán nhậu tự do với 4 cơ sở tạo nội không gian xanh mát cổ kính đa dạng từ trong đến ngoài trời. Vâng, tọa lạc tại các vị trí trung tâm với các biệt thự cổ, chuyên các món nướng và hải sản, khai hải sản, hàu ngũ vị, cá chìa vôi nướng muối ớt, cá da bò, khai nướng tự do, giò heo giòn giam, ngon mắc bình, chắc chắn sẽ làm hài lòng anh em. Vâng, quay trở lại với cả trận thi đấu, 4 vòi dành cho Egypt. Vâng, có vẻ như đọc quảng cáo nhiều thì nó hiện ra voi nhiều hay sao đây. Vâng, quay đi quay lại, đã có 4 voi dành cho game thủ Chip Boy rồi. Vâng, hy vọng là 1K9 anh em đang có mặt đây thì mọi người có thể chia sẻ lên vâng tầm 3-4K anh em. Vâng, 3-4K anh em vào đây để cổ vũ cho game thủ Chip Boy. Bắt buộc trong ngày thi đấu này tôi hy vọng Chip Boy phải có điểm cho mình. Vâng, như vậy 6 voi dành cho Chip rồi. Vâng, nếu không nhầm thì phía xa xa kia có thêm đôi voi. Vâng, như vậy bài đấu Egypt của chúng ta đã có 6 voi cho mình. Những đôi voi kia hơi khó để cho Chip Boy cầu về. Đôi voi vị trí tương đối xa lại còn bị vướng bởi một con đề và vâng, như vậy là có cả thêm bãi quả phụ dành cho con Egypt. Đồ ăn đã là đủ dành cho game thủ Chip Boy. Bài rất tươi ở trận thi đấu đầu tiên. Vâng, hôm qua thì chim sẻ cũng đã phải chật vật để có chiến thắng trước game thủ Xuân Thứ với tỷ số là 8-5. Và phải nói là trong cái giải đấu lần này cũng không thể nói trước điều gì. Mặc dù chạm 7 thật nhưng chim sẻ hôm qua phải nói cũng rất vất vả. Và 21/24 đang dắt một đôi voi. Ngày hôm nay thì tôi thấy trong trận thi đấu đầu tiên thôi những thao tác này của game thủ Chim Boy đã khá là mượt mà. Vâng, hình như là tối qua không biết là đêm qua đã ngủ chưa, cảm giác như sáng nay thi đấu thực sự là mượt mà đến từ thao tác tay của game thủ Chip Boy. Bài đấu có tới 2 bãi quả phụ và 6 voi dành cho Egypt, nhưng nói chung là chỉ cần một bãi quả phụ thôi là đủ. Câu 6 voi ăn một quả phụ là quá thừa thãi, lực là siêu siêu khỏe dành cho Egypt. Và chúng ta đánh chém trong trận đấu này. Vâng, 25 dần đánh chém tới từ game thủ Chip Boy. Kích đời là khá sớm. Bài thế nhà cũng là khung luôn dành Chip. Cầu còn vòi thứ 6 về nhà chính của mình. Vâng, ngày hôm qua thì không biết là anh em thấy em dự đoán nó chính xác không? Em bảo rồi, chia sẻ không thể nào cách biệt. Vâng, giờ anh em thì bảo là có khi nào 12 không, 13 không hay là 12-1, 12-2. Em bảo rồi, thực sự phải có ít nhất từ 3 cho đến 5 trang. Vâng, 26 dần và dò 20% đến từ game thủ 98 phía bên kia. Chạm 7 nha mọi người, đánh đủ 13 trận và chạm 7. Chung là kể cả 7-0 vẫn đánh tiếp để chúng ta lấy thêm hiệu số dành cho mình. Vâng, 6 voi chuẩn bị cắt dần lên để đóng nhà điều kiện BM. Và BL dành cho game thủ Chip Boy.
Omas. Collider, Alamos, Olaray, Donna E. 10 sớm dành cho Chip với 25 đường dẫn và 11 đích. Bài đấu của chúng ta đánh chém phía bên kia thì game thủ 98 đang có điểm số tương đối là cao. Tôi nghĩ là đây là cái điểm số mà 98 đánh nhiều dần hơn so với cả game thủ Chip Boy, cũng như là anh ta dò rộng hơn so với cả chúng ta thôi. Thì 26 dần mà lên đời bằng sớm hơn được Chip ở đây 2 thì tôi nghĩ là hơi khó. Bài với cách chuẩn như xem. Bắt đầu khai thác dần ngàn vàng. Nâng cấp chặt vô cho mình và sẽ cơ cấu ăn thêm bãi quả phụ thứ hai và gặp luôn dần lăn quả của game thủ 98 ở đây, xiên luôn. Vâng, còn giờ chúng ta là công giáp đầy đủ trong từng này, chọc khéo. Vâng, đây chỉ là 4-5 dần của game thủ 98 thôi và có thêm một thằng dần yếu máu ở đây, nhưng 98 cũng có con giò cho mình ra đây để mà kê. Vâng, lợi thế đang có dành cho game thủ Chip Boy khi chúng ta đang đánh như thế thì không, và giò của game thủ 98 chỉ là một con giò bằng Omo. Vâng, vẫn là giò Omo dành cho game thủ 98 khi mà bãi ăn hoang của anh ta đang bị game thủ Chip Boy chọc vào. Bài đấu chúng ta sẽ 1L, 1A và 1V. Nhưng đánh cái thế trận định công thì tôi nghĩ là Chip Boy sẽ đóng 1A luôn, không phải thủ V dành cho mình. Vâng, nhưng Chip vẫn đang chắc chắn, vâng, thủ 1P trước. Phía bên kia thì họ vẫn chưa lên đời. Vâng, game thủ 98 lên đời tương đối muộn trong trận đấu này. Vâng, Nạc Đà đã có chuẩn bị được cắt cử lên để chọc dần của game thủ 98 tại bãi quả, không cho anh ta bỏ bế. Dần tiếp theo của game thủ 98 nằm xuống, như vậy anh ta chết 3 dần, đang muốn bỏ bế bãi quả đến từ đối phương. Và 1 BA ngay sau đây. Vâng, lạc đà tới, 98, vâng, đang muốn chống những con lạc đà chúng ta chọc chéo. Anh ta đang đảo dần, khá là dẻo. Vâng, như Chip Boy, vâng, chọc hết ngách này đến ngách kia. Nói chung là 3 thằng dần này của game thủ 98 sẽ khó có thể nào mà chống, vâng, chạy thoát được. Đấy, nó cứ chém, vâng, lại lọt ảo, một tình huống lọt ảo. Và bây giờ thì công phu lên luôn để dứt điểm trận thi đấu này sớm. Sau đây sẽ khi mà có bánh xe sẽ sóc R để thả vào bãi vàng cũng như là bãi những cơ sở bò nhỏ của game thủ 98. Phía bên kia thì IA dường như chỉ đánh có một CL thôi, nhưng anh ta có lực. Đây là hai tấn chém đến từ game thủ 98. Và tôi nghĩ là sẽ có một pề thủ đến từ 98 thôi, khi mà lực anh ta không có nhiều thì chắc chắn là sẽ có một pề thủ. Chứ không vâng dại gì mà đánh solo chém với cả làng đảo của chúng ta được. Chị Boy đang bắt đầu có cung lồng nên hàm này là 38 trên 36 mid này. Tiếp tục đẩy những tên hôn mã của mình. Vào nhà thì chỉ cần giấu một con phù ở phía bên trong nhà chính của mình thôi là được. Vâng, đứng sâu khi mà phù ấy tiếp thì cái tầm xa là quá bá đạo rồi. Vâng, chém của game thủ 98 đang kéo về đây, nhưng Chip Boy vâng xin một tên chém này thôi thì tôi nghĩ là game thủ 98 sẽ đi. Vâng, đi luôn. Cùng bài vàng 98 có 1 và tỷ số là 1-0 dành cho game thủ Chip Boy. Rất nhanh gọn với bài đầu Ezip là tươi. Vâng, thi đấu hôm nay nó phải thế, nó phải chuẩn. Vâng, chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây. Và vâng, quay trở lại với các chương trình quảng cáo. Equat diệt khuẩn cửa mũi an toàn cho sức khỏe, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản được tiêu vâng được cục tiêu chuẩn đo lường chứng nhận an toàn. Và anh em thành phố Thanh Hóa muốn nát sàn FBC Vflor thì qua showroom Vflor Cường An tại địa chỉ vâng 13-19 đại lộ Nguyễn Hoàng, Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 0237-322-6666. Vào ngày hội chín chùm All Star diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7, thể thức thi đấu là solo random, quy tụ 12 gương mặt xuất sắc của AE Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chín chùm ngày hội AON này. Thể thức thi đấu đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Và chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây, chuyển qua màn hình máy quay quân. Và mọi người cùng chờ đợi một ít phút nha, khi mà sẽ có một vài bạn nữ đại sứ thương hiệu ngồi đằng sau của game thủ Chip Boy, chúng ta sẽ che cam để chuẩn bị một tí nhá. Ngày hôm qua thì Chip Boy thất bại với cả Gunny rồi nha anh em. No 1 thì cũng thế, hai thành viên của team An ngày hôm qua đều vâng nhận thất bại với tỷ số là 6-7. Vâng, Chip Boy che cam và sau đây sẽ có bạn nữ ngồi cạnh game thủ Chip Boy nha, đang chuẩn bị nha anh em ơi. Vâng, sẽ có một bạn đại sứ thương hiệu ngồi cạnh với cả game thủ Chip Boy.
Qua chơi gì không mà lại bình luận mà thế? Rồi qua thì vâng, đêm qua thì không ngủ được, tắc mũi không ngủ được, có làm tí thôi anh em ạ. Và mọi người cùng chờ đấy phút nha, đang là những phút giây chuẩn bị về cam và chỉnh cam cho chuẩn nhất để gửi tới anh em những hình ảnh sắc nét nhất nha. Vâng, chip cái gì cũng hay, mỗi mua cái áo cho ông anh là không hay, chuẩn. Và hôm qua thì em thấy là chip boy nó mua cho ông anh cái áo cũng khác gì cái áo của Thế Giới Di Động cả. Và mặc cái áo đúng là không khác gì nhân viên của Thế Giới Di Động. Và hôm qua thì không phải chip boy đánh, hôm qua thì chắc là vâng cho ai vào đánh. Ồ, như vậy là vẫn chưa có bạn nữ đại sứ thương hiệu ngồi sau à? Vẫn đang chuẩn bị à? Vẫn đang chuẩn bị anh em ạ. À, chắc chắn thế nhở? Vâng, nhưng tôi thấy là chip boy này thực này dắt gái sao cứ có vâng bạn nữ ngồi cạnh là đánh đấm là không được chuẩn chỉ đâu. Vâng, trận đấu vừa rồi anh em nhìn thấy. Vâng, như vậy là AC dành cho game thủ chip boy trong trận thi đấu thứ hai. Và Felician của game thủ 98 đóng cửa vào. Vâng, đây là trận thi đấu thứ hai. Về quân thì chúng ta được đánh giá là cửa trên hơn so với cả phô một tí thôi. Tôi đánh giá là con AC và con phô thì chênh lệch nhau không quá nhiều. Vâng, AC của game thủ chip boy có lẽ sẽ đánh cung, còn là người cầm phô kia thì chắc là đánh chém đến từ game thủ 98. Sở trường của 98 cũng là chém. Và sau đây là một phút quảng cáo sàn SBC VFLOR đang được cách các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp yêu thích vì sự sang trọng trang nhã, còn được các gia đình lựa chọn bởi tính an toàn cho sức khỏe, chống nước, chống ồn, chống chơi. Anh em tìm hiểu thêm có thể vào trang web vflor.vn hoặc gọi hotline 0399 799 888 để tìm hiểu thêm nha. Và hệ thống quán nhậu tự do chuyên phục vụ các bữa tiệc họp mặt sinh nhật liên hoan với không gian đơn giản gần gũi, các món ăn tươi ngon hấp dẫn chắc chắn sẽ làm hài lòng các anh em. Và máy lọc nước ion canxi gây rời của ta giúp bổ sung canxi và khoáng chất tự nhiên. Nguồn nước được lọc từ máy lọc nước gây rời của ta giúp bổ sung ion canxi cùng khoáng chất tự nhiên thể ion cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch. Và ông quay trở lại với cả diễn biến của trận thi đấu này thôi. Đây là bầy hiệu 4 dành cho chip, gỗ đầu là gần dành cho AC. Ở những thế nhà của chip boy, đây là một thế nhà liệu có cung được hay không đây? Đây là cái thế vâng sâu trên góc 12 giờ, có một cánh đường thông dành cho AC. Vâng, thì anh em biết rồi đấy, chip boy thì vâng, từ khi mà chia tay người yêu cũ thì lúc nào cũng thấy vâng live stream uống bia rượu cho anh em xem đấy. Bài đấu có quả phụ luôn luôn dành cho AC. Vâng, xin chào anh Hồng Quang nhá. Vâng, anh em phải thông cảm cho em, hôm nay thì phải đọc quảng cáo nhiều cũng như là bình luận thế trận, cho nên là nhiều khi cũng vâng các cái comment của anh em trôi chứ không phải em bơ. Anh em biết rồi, em thì hay tương tác với anh em thì anh em phải hiểu. Các bạn nhiều khi phải thao tác liên tục, vừa đọc quảng cáo sau đó thì vừa đọc về thế trận, thành ra cũng nhiều khi chưa thể đọc hết được comment của anh em. Và hôm nay thì rất đông anh em đang vào đây cổ vũ cho game thủ chip boy. 3K3 quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Chào anh Hiển Minan nha. Vâng, hello anh Hội Đồng Nát nha. Xin chào anh Nguyễn Đức Công, hello anh Trung Lê Văn. Ok. Vâng, xin chào 3K3 anh em đang có mặt trong cái luồng livestream của game thủ chip boy. Xin chúc anh em có một buổi sáng xem kèo thật là vui vẻ nha. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Vâng, bé tiếng game thôi à. Ok anh nhá.
Vâng, vừa rồi em đã cho nhỏ bớt tiếng game rồi, không biết là anh em thử check lại giúp em xem đã ổn chưa. Bài đấu AC của chúng ta đã đủ đồ ăn. Còn bài đấu mà đồ là cơ bản dành cho game thủ Chip Boy, chung là hơi yếu một tí, thì 7 hiệu đầu chúng ta chỉ là một 7 hiệu 4. Cẩn thận con voi. Và 1-2 phi sẽ phải lắm xuống, chúng ta cho là hút một cái cũng được, cẩn thận hơn. Rồi, đưa con voi đầu tiên về nhà chính của mình. Sau đây sẽ là câu con voi thứ hai và thiết kế luôn cả chiếc bet thứ hai chặt cố dành cho mình. Vâng, có lẽ sẽ đánh theo kiểu kích sớm, vâng, ép đời sớm, sau đó chúng ta cơ cấu ra rổ cho mình, đánh ép chọn đồ. Đây là một thế nhà khung dành cho AC. Cái lợi thế đã có dành cho game thủ Chip Boy nha. Tôi thấy đây là cái thế nhà này đẹp. Vâng, thế nhà đẹp dành cho AC. Và bên kia họ chắc là đánh chém thôi. 98 thì vâng, cầm phô mà solo cùng R với cả AC của game thủ Chip Boy thì tôi nghĩ là lâu hốp, lâu đo. Khi Chip Boy mấy hôm trước còn giành chiến thắng trước game thủ Sang Long với tỷ số 5-1 ở thể loại AC, thì anh em phải hiểu là Chip Boy cũng không phải là một con hàng mềm ở thể loại solo cùng R. Vâng, em là người làm ăn có tâm nha anh Đặng Biển, làm sao mà có thể vâng thu âm quảng cáo sau đó lại phát lại cho anh em được. Vâng, người ta phải có tâm. Chuẩn bị lên đời xong và cắt dân ra để thiết kế nhà điều kiện dành cho game thủ Chip Boy. Bài đấu sẽ kích ở khoảng 10:30. Phía bên kia thì 98-22% anh ta chưa lên đời. Vâng, đánh cùng và lên đời sớm hơn so với cả nhà cổ đối phương. Và 10 bẫy dành cho AC với 26 nông dân sắp còn tề và bắt đầu cơ cấu ra thêm rộ cho mình. Vòng bài bên kia lên đời không sớm và chúng ta lại còn nhà khung thế này thì tôi đang nghĩ đây sẽ là một chiến thắng dành cho game thủ Chip Boy. Vâng, U98 lên đời 2 muộn hơn so với cả chúng ta khoảng 10 giây. Vẫn chưa thấy game thủ 98 đảo vàng phía kia, nhưng cái tỷ lệ đánh cung của 98 là hơi thấp nên là tôi nghĩ là Chip Boy lên xoay tham liên tục. Vâng, như vậy là đã có con giò của game thủ 98 lọt vào đây. Chúng ta cần phải cắt con tê ra đây để bắn, dường như con giò của game thủ 98 mới có cái công cho mình nên tôi thấy là anh ta không dám chọc sâu. Và 1E để bảo vệ kín nhà. Check lại một tên. Vâng, đối phương ăn được 2 dân của chúng ta nhưng không sao. Lực của game thủ Chip Boy đang là có gần 400 thực trong người. Vâng, lên đây xong bánh xe và bắt đầu thiết kế những nhà BA, sau đó để cùng kín nhà phía bên kia thì game thủ 98 đã mất con giò. Vâng, như vậy là đã kín. Check lại một tuần không? Không, chỗ này thì rất bằng phẳng, rất bằng phẳng với đất cho nên tôi nghĩ là đã kín rồi. Đã kín dành cho game thủ Chip Boy đánh 3 BA và ra dần cho mình. Vâng, đúng rồi nha, anh Nguyễn Công Sơn đánh đủ 13 trận. Chuẩn bị có bánh xe cho mình, những lượng gỗ đang là hơi đuối dành cho game thủ Chip Boy. Vâng, 3 BA ra thêm dần, tham lai là 29/56, chết mất 2 dân bởi con giò của game thủ 98, không sao cả, không ảnh hưởng quá nhiều tới trận thi đấu này. Tham lai chúng ta vẫn đang là đỉ, chưa cần đánh. Vâng, chưa cần thi đấu, đây mới chỉ thi đấu bằng những thằng dân thôi đấy. Vâng, chúng ta có 3 cục R, chung là điều trận đấu này có một cục R đứng bên trong bắn, sau đó thì vòng hai con kia nếu bị làm đào đuổi chúng ta lại chạy, đối phương không đuổi lại quay trở lại hit and run, rất chuẩn bài. Vâng, đánh như đang cầm AD trong đi mình vậy. Và phía bên kia thì là 1L và 3 BA dành cho game thủ 98, khỏe phết nhở. Và 1L 3 BA dành cho Felician phía bên kia thì không sao, chúng ta vẫn có thể đỡ thoải mái thôi. Có những Chip Boy cần điều kéo về 98 sẽ có những tình huống vậy em. Đó bảo xong. Vâng, rất đông cùng R nha. Bài đấu Felician khỏe thế rồi. Và 1L 3 BA cho mình. Đây không phải đánh hút mã nha, đây là kẹp lạc đà đấy. Vẫn còn đánh được 3 BA, chứng tỏ lực của game thủ 98 trong trận đấu này là siêu khỏe. Vâng, tham lai của Chip đang là 35/68. Thế trận đang là tương đối căng khi mà Chip Boy vừa bị bắt tương đối nhiều quân. Và cung R của Chip Boy vừa bị bắt là rất nhiều. Bây giờ 98 đang bị hai mặt.
Vòng bài khỏe thế à, rồi bài đánh hôn mã thì bảo còn được. Đây đánh lạc đà vẫn có thể xong bài à cho mình. Vòng bài rất nhanh dành cho game thủ Chip Boy, tạm lại là 37, vẫn đang thủ rất dẻo. Vòng cố gắng lên. Bài bên kia không biết là có phải đi ăn hoàng không, tôi nghĩ là vòng chắc là vẫn phải đi ăn hoàng, lực của anh ta mới có thể dồn đều quân như thế. Thêm một pha về E. Rồi vẫn vậy, E2 dành cho game thủ Chip Boy. Vâng, lạc đà đã bắt đầu vào trong. Nhưng tới đấu này chúng ta điều thôi thì tôi nghĩ là Chip Boy vẫn đang thủ được. Tạm lại là 40/60. Vẫn đang thủ rất dẻo đến từ game thủ Chip Boy. Quay. Vâng, đây có phải là Chip Boy hay không đây? Vâng, tôi đang nghi ngờ nhá. Đây không biết là có phải game thủ Chip Boy hay không đây. Với những pha của E tương đối là vâng hay của mình. Quá nhanh tay. Thủ nhà vâng rất dẻo dài. Những hình ảnh mà chúng ta thường thấy ở game thủ chia sẻ. Bài bên kia có vẻ như đi ăn hoang rồi. Thấy ép rất đều quân, đẩy quân lên là đều thời điểm đầu. Nhưng về sau thì đang thấy là số lượng quân của game thủ 98 không còn đều nữa rồi. Vâng, tâm bên ngoài liệu có đi bắn lên nhà của game thủ 98 không để giảm áp lực. Nhưng Chip Boy dường như đang muốn kéo về để thủ. Chỉ cần kéo về thủ là đủ. Vâng, một tình huống phải nói là thủ nhà tương đối là dẻo dài tới từ game thủ. Vâng, tới từ game thủ Chip Boy khi mà vừa rồi. Vâng, tôi tưởng là oảng cơ. Tình huống mà quân chúng ta là ít hơn so với đối phương là rất nhiều. Tạm bài đã bắt đầu lần đến con số là 47. Đúng là một bài đấu điên hoàng của Phô. Quân anh ta dồn nên không còn đều nữa. Chỉ có một vài cái ruộng tài chính của mình. Vâng, chứ bài đấu mà đánh ở nhà mà có thể đánh một L3BA ngay thời điểm đầu. Vâng, lạc đà kẹp với cả ba nhà BA. Thực sự là rất khỏe dành cho Phô. Vâng, tham có lẽ tầm này vẫn đang ở con số là cần. Nhưng đánh về thời điểm lâu dài chúng ta sẽ là người có lợi thế. Vì đây là một bài đấu chắc nhà tới từ game thủ Chip Boy. Còn phía bên kia 98 chỉ là một bài đấu đánh đi ăn hoàng. Vâng, có một vài cái ruộng thôi và anh ta đi dâng nhà trong trận đấu này. Bảo sao vâng, quân của game thủ 98 dồn lên là cực kỳ nhanh. Đang bị game thủ 98 móc máy là tương đối khó chịu. Vào nhà của anh ta cũng đang có quân để thủ. Tham này của Chip Boy là 43/48. Trận đấu này Chip đang muốn đứng quân mình cao lên để bắt quân của đối phương. Vâng, 98 là người phải rút lui trong pha đấu quân này. Nhưng cẩn thận nha, cẩn thận bị bắt. Vâng, tên này vẫn phải đứng quân thật là khéo. Vâng, tên đó và Chip Boy là người đứng trên dốc chia cung đường của mình ra làm hai đạo để đấu quân với cả 98. Nhưng cẩn thận, 98 hợp quân là một. Và anh ta sẽ bắt game thủ Chip Boy trong tiếng này. Nhưng chất cung đường của chúng ta là cung đường xịn. Tiếp tục là đẩy quân ra bên ngoài. 4BA dành cho game thủ Chip Boy. Nhưng cần phải điều khéo nha. Cần phải đi quân khéo léo, chỉ một tên kích lỗi chuột thôi là cắt bọt ngay. Và hit and run tới từ vị trí của game thủ Chip Boy và treo lên dốc đi. Vâng, treo lên dốc điều. Sau đó chúng ta có tay thì tách. Vâng, Chip Boy dường như đang đi một con cung đường sang nhà của game thủ 98 rồi. 98 ở nhà không có quân không. 98 rất nhiều ruộng nha, không phải là ít đâu. Bài đó khá nhiều ruộng tới từ game thủ 98 và bài gỗ tiếp tục bị game thủ 98 khai thác vào. Vâng, như thời điểm này tôi nghĩ là Chip Boy đang có lợi thế rồi. Đang có lợi thế dành cho Chip với chất quân của chúng ta là hơn. Cắt hai cung R ra đây để bắn tỉa hai cung R đối phương. 98 bên kia đang là một bài đấu đốt E. Còn con cung R của game thủ Chip Boy là tương đối hay nhỉ. Ô, cẩn thận. À, một tên cháy ruộng. Vâng, căng nhá. Một tên thì đấu hay rồi nhưng chỉ một tình huống nhỏ. Vâng, một cái tình tiết nhỏ thôi. Chúng ta không để ý cái. Vâng, thế trận có vẻ như sẽ quay trở lại dành cho game thủ 98. Vâng, một tình huống qua đầu tới vị trí của game thủ Chip Boy. Vâng, trận thi đấu. Cái tên quyết định của trận thi đấu đấy. Đây là bước ngoặt của trận thi đấu. Chết tôi.
Vâng, thủ thời điểm đầu là quá dẻo tới từ vị trí của Chickboy rồi, nhưng chỉ một tình huống mà không để ý thôi, không để ý tới những cái ruộng của mình thôi, cháy ruộng, quần 98 dồn lên rồi nữa là chúng ta đi. Vâng, cạn lời với cả game thủ Chickboy trong trận đấu này, thì thủ là quá hay rồi. Vâng, rồi chạy dần đi. Tham này là 28 trên 64, nhưng mà tham thì vẫn đang là vâng, đánh tạm được. Vẫn cố được, vẫn cố được nhà chạy đi anh Hoàng. Vâng, Chickboy có lẽ khó trong tình này rồi. Có một và tỷ số là 1-0. Quá đáng tiếc dành cho game thủ Chickboy trong trận đấu này khi mà thủ nhà là dẻo nhưng mà có một tình huống cháy ruộng. Vâng, thực sự là phí trong trận đấu này. Quá phí. Vâng, như vậy tỷ số là 1-1 và chúng ta đến với cả trận thi đấu tiếp theo ngày sau đây. Vâng, sau đây là chương trình quảng cáo. Anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì qua showroom sàn SBC Beflow Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn màu ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 020-3361-8181. Ngày hội chín chùm All Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7. Thể loại thi đấu là solo random, quy tụ 12 gương mặt xuất sắc của AE Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chín chùm ngày hội AON này. Thể thức thi đấu đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, vâng, thua 0 điểm. Vâng, đây là màn hình máy quay quân. Vâng, Kata của game thủ Chickboy và bên kia là Cho Son. Vâng, Kata đối đầu Cho Son, quân thì chúng ta có vẻ như sẽ khó đánh hơn vì bên kia có lợi thế về phủ. Vâng, Cho Son thì phủ rẻ hơn so với cả Kata, có lợi thế dành cho game thủ 98 trong trận đấu này. Quân mình đánh giá là bên kia 10, chúng ta là 9. Vâng, X-Watt làm sạch khử mùi ô tô không hóa chất dành cho ô tô. Sản phẩm vệ sinh nội thất ô tô không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến tại Nhật Bản. An toàn 100%, không hóa chất, không cần nấu lại bằng nước. Vâng, đến với hệ thống quán nhậu tự do, anh em sẽ được thưởng thức các món ăn độc lạ trong không gian xanh giữa lòng Hà Nội cùng sự phục vụ tận tình. Vâng, chuyên nghiệp sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Vâng, thôi thì không sao anh em ạ. Trận thi đấu trước thì đúng là một tên tai hại, một tên cháy ruộng. Còn thì chúng ta đã có chiến thắng dành cho mình rồi. Vâng, không cháy tân ruộng rồi thì có lẽ sẽ là một chiến thắng dành cho game thủ Chickboy, nhưng không sao. Vâng, mới chỉ là 1-0 thôi, chúng ta cũng chưa để cho 98 dẫn trước. Vâng, trận đấu trước thì anh em biết rồi, đấu nhà rất dẻo ở những cái tuần đấu đầu. Vâng, đấu là cực kỳ dẻo dài. Và hôm qua thì Chickboy để thua Gunny với tỷ số là 6-7 nha mọi người. Vâng, 13-16 dành cho game thủ Chickboy đang đưa bầy hiệu đầu về với cả nhà chính của mình. Một bầy hiệu, chính xác là bầy hiệu 7, chúng ta đưa trước 6 con, sát sát nhà chính. Nếu bài mà khung thì chúng ta cũng thể nghĩ tới một chuyện, một trận thi đấu mà đánh thẳng cung A một áo và thủ phù lại cho mình, cung A một áo kẹp phù. Hoặc nếu đánh vâng châu những con phù thì sẽ phải chuyển quân sớm vì Kata vâng không phải là cái loại quân có thể solo phù với cả cái người cầm Cho Son bên kia. Vâng, cam Chickboy thì hiện tại đang che để sau đây sẽ có và một vài bạn đại sứ thương hiệu ngồi cạnh nha. Vâng,
Ôi rồi, 4 vòi quả phụ và 7 hiệu đầu to dành cho game thủ Chipboy. Rất ưng. Vâng, cảm ơn anh Tạ Hiển đã gửi tặng 50 sao tới game thủ Chipboy nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây là một trận thi đấu mà lực của Chipboy là khỏe nha, siêu khỏe. 4 vòi, 7 hiệu đầu 7, quả phụ dành cho mình. Tiếp tục là một map đấu mà tôi đánh giá là map đẹp dành cho người cầm. Vâng, Katha. Vòng bài tiếp tục là Mark nha. Bài Mark đấy. Phía bên kia là chị Tám đang chậm một dần so với cả game thủ Chip Boy. Và trận đấu này thì không biết là Chip đánh gì, chúng ta cùng chờ xem. Có lẽ vẫn sẽ là đánh chém chạy con giò công giáp đầy đủ cho mình, có cái lợi thế đã. Sau đó thì vào đánh phù và chuyển quân, chứ đánh thẳng công an một áo thì sẽ chuyển về một cái bài đấu bị động. Nếu đánh cung hoàng một áo thì đây sẽ chuyển về một cái bài đấu đánh rất bị động. Vâng, 7 bài X với 25 đồng dần dành cho Katha. Rất sớm sủa. Vâng, anh em cứ yên tâm nhá. Hôm nay thì tôi đã chỉ đạo game thủ Chipboy rồi. Vâng, chỉ đạo cho Chipboy trả thủ cho lô 1. Bắt buộc hôm nay phải giành chiến thắng trước game thủ 98. Và hôm nay mà thua em cưa. Và hôm nay thua thì xin phép là tụt quần chạy 200m đồng hồ nhá. Vâng, câu con voi thứ tư của mình về. Bài đấu 25 dần S đời 2 là rất sớm rồi. 7 bài với 25 đồng dần và chúng ta sẽ đánh chém. Con giò tôi nghĩ là sẽ công giáp đầy đủ dành cho game thủ Chip Boy. Vâng, BLBM cho mình một trận thi đấu 10 sớm dành cho Chip. Bên kia đỡ kinh gì đây. Và bắt đầu thiết kế dần khai thác vàng và đi dâng dành cho game thủ Chipboy. Sẽ có hai dần đi dâng để ông bom trong trận này. Vâng, vì Chipboy biết rằng đánh lâu dài thì cho Son sẽ là người có lợi thế hơn, chúng ta phải đi công. Vâng, công tốt nhất là công vào bãi vàng của game thủ 98 để cho anh ta không thể ra được nhiều phù cho mình. Công giáp đầy đủ. Vâng, trên đường đi thì game thủ Chipboy có thêm một bãi quả cho mình. Và vừa rồi tôi thấy là đi qua một chấm màu đỏ, không biết là Chipboy có để ý điều này không. Đây rồi, dần của game thủ 98 phía bên kia. Chắc chắn là chết thằng dần này rồi. Vâng, vàng đâu em ơi. Vâng, đào vàng đâu thế anh Hải ơi. Bảo Chip cái. Vâng, 98 đào vàng đâu đấy. Vâng. Đây rồi. Ba nghe vào, nhanh. Rồi, như vậy là phát hiện ra đạo dân bên ngoài của game thủ 98 rồi. Rồi, xây nhập B dành cho mình. Và 98 vẫn chưa lên đời nha. Vâng, game thủ 98 vẫn chưa lên đời 3 cho mình. Và xây xong nhà phủ. Con dân này có thể chết nhưng Chipboy vẫn phải hề được để giữ thằng dân cho mình. Vâng, phía bên kia thì game thủ 98 vừa mới hóa đời 3. Vâng, chúng ta cần phải tìm được bãi vàng của game thủ 98 nha. Hai bãi vàng tại nhà chính anh ta không khai thác. Vâng, game thủ 98 đang ăn vàng ở đâu đây? Chipboy cần phải tìm ra, sau đó thì công phù vào. Tôi nghĩ là như vậy, công lên. Vâng, đuôi công với cái con giò này làm gì? Vậy ê, và như vậy là 98 đen con chém của mình đi. Rất nhanh tay. Vâng, công phù vào bãi vàng đi. Cho phù đi tìm bãi vàng của game thủ 98 đi cũng được. Bánh xem đã có dành cho Chipboy rồi. Tham này là 30. Bắt đầu bùng ra ngoài đến từ game thủ 98. Bùng ra để đập phù của chúng ta đây rồi. Một nhà phù đi công. Đừng. Vâng, như vậy là chúng ta bị phù mất con lạc đà trong tình huống rồi. Hai phù công đến từ cho Son bên kia.
Vâng, chúng ta cũng là hai bề nhưng cho Son bên kia ăn vàng ở đâu kín thế nhở. Vâng, giờ thì Chip Boy sẽ phải lôi dần lên đây để đập những con thủ của game thủ 98. Vâng, vẫn phải cho lạc đà đi tìm bãi vàng của đối phương nhá. Vâng, không tìm được bãi vàng của đối phương. Chung là quân này thì 98 cũng chỉ cần làm vàng và làm gỗ để xây nhập bay thôi. Vâng, thời điểm lâu dài tôi nghĩ là con cho Son bên kia sẽ có lợi thế đấy. Chip Boy cần phải giải quyết sớm. Tầm lại của Chip đạt là 31/60 đây rồi. Bãi vàng của game thủ 98 nhưng ở nhà của mình bắt đầu bị chém vào. Đừng em ơi. Vâng, phù có cái công nghệ máu đến từ game thủ 98 rồi. Rất đỏ dành cho game thủ 98. Vâng, đòi lại con lạc đà. Vâng, tầm lại của Chip là 24 thôi. Ở nhà đang bị game thủ 98 chém vào nhưng không sao, chạy đi. Đòi lại con lạc đà của mình. Vâng, phù quá đỏ dành cho game thủ 98. Thế trận bắt đầu quay trở lại dành cho 98 rồi. Vâng, phía kia thì họ bắt đầu lôi hết dân của mình ra để làm vàng, xin phù cho mình. Vâng, trận thi đấu mở đi dâng nhưng không tìm thấy bãi vàng của đối phương đầu để chúng ta cộng vào. Bài đấu với 98, anh ta hoàn hoàng giữa bản đồ, sau đó thì vâng, có luôn bãi vàng cạnh nhà với cả chúng ta. Đúng là đèn. Quá đèn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm vàng nhiều hơn để xin phù. Nói chung là thế thì bây giờ vẫn đang là cân cân thôi. 98 có vẻ như có lợi thế một tí về khoản vòng phù rẻ của anh ta, nhưng Chip Boy cũng không phải là cửa hết, không phải là hết cửa dành cho chúng ta nhỉ, vẫn đang có cửa. Vâng, phù hết đòi lại những con dân này đi. Sau đó thì đẩy đều phù lên. 3 nhập P dành cho game thủ Chip Boy. Và 98 bây giờ anh ta cũng đang quay trở về nhà của mình để làm vàng. Vâng, phía bên kia bắt đầu có tình huống công phù vào nhà của chúng ta. Và bài đấu mà game thủ Chip Boy bây giờ có lẽ tham lại sẽ bé hơn so với cả 98 bên kia. Vì phù cho Son rẻ hơn, tôi nghĩ tầm này tham lại 98 đang là 3x. Vâng, như ở nhà của game thủ 98 thì chúng ta cũng đã đòi được rất nhiều dần nha. Nói chung là đổi dần đến từ hai game thủ 98 công phù, anh ta cũng phù được dần của Chip, và Chip cũng thế. Cô phù công lên nhà 98 cũng đòi dần của game thủ 98 phía bên kia. Đây là một trận thi đấu mà đòi hỏi các game thủ phải có nhiều thao tác tay để chơi phù. Vâng, tham lai chúng ta 31, rất nhiều phù 98 đẩy lên bãi vàng của game thủ Chip Boy. Và Chip Boy cũng làm cái điều tương tự. Vâng, trận này Chip Boy đánh cũng cái phương án nó an toàn quá, nhiều khi nó không hiệu quả. Vâng, cái phương án an toàn quá nhiều khi không hiệu quả, nhưng như tôi là tôi sẽ không ngay một BA, một P, một A. Tôi đi bắn bao nhỏ là tôi đánh ở nhà thủ P. Vâng, Chip thì đánh vâng, phương án cộng 2P lên. Quá an toàn, thành ra nó không có cái tính cách đột biến, không tìm được bãi vàng của đối phương. Vâng, giờ tham lai chúng ta đang bị 98 đi. Tham lai của Chip còn 28/52 thôi. Đẩy phù của mình đều lên. Vâng, nhưng bên kia dường như là cũng không có nhiều dần đâu. Vâng, bên kia thì 98 dường như là anh ta cũng không có nhiều dần. Vâng, bây giờ Chip Boy đang phải lôi những con dần của mình lên để đập. Và 98 dường như là không làm thực thì phải. Anh ta chỉ làm vàng để sắp phù cho mình thôi. Nên là 98 cứ bị phù mất dần là anh ta sẽ không nào xin thêm những thằng dần mới cho mình. Vâng, có vẻ như 98 không làm thực để ra dần nhá. Nguyên cửa dành Chip Boy trận đấu này, tôi không thấy 98 có một cơ sở thực của mình. Rất nhiều dần của 98 đang khai thác vàng.
Vâng, chỉ làm vàng sắp phù đến từ 98 bên kia. Thế như vậy chúng ta cứ cộng phù lên đen được. Vâng, phù được con nào thì đen con đó đi. Ở nhà thì vẫn có một vài cái ruộng để sắp dần dành cho cái thủ chị Boy. Đen đi. Vâng, bài bên kia là họ không có dân làm thực đâu, cho nên là chết dân cái là mất ngay. Chúng ta thì bảo chết thằng này thì sinh thăm mới. Vâng, như vậy 98 không có dân nha. Nguyên cửa dành chị Boy, thậm chí là tôi nghĩ là tươi đấy. Tưởng là 98 cũng phải có một vài cái ruộng cơ, nhưng không. Anh ta chỉ làm vàng để mà sắp phù cho mình thôi. Vâng, chỉ làm vàng sắp phù đến từ game thủ 98 thôi. Thế bây giờ thì chị Boy cứ công phù lên. Vâng, phù được thằng dân nào đen thằng đấy đi là 98 dần dần mất tham. Không còn dân làm vàng và chúng ta win. Vâng, tưởng chừng như là thua. Vâng, nhưng 98 bên kia thì cũng không làm cho chị Boy thất vọng. Và cũng không bao giờ bằng làm cho người anh của mình thất vọng nhá. Và chúng ta thì vẫn xón được một vài thằng dân, cứ một dần đều trong nhà chính. Và chết thằng này thì đẻ, và chết lại đẻ, chết lại đẻ. Bên kia thì tôi đã thấy là bắt đầu hết dần tới từ vị trí của game thủ 98 rồi. Không có dần, tham lai của chip là 37/52. Và lấy số lượng đi chất lượng bên kia. Vâng, đúng là trận thi đấu này mà chị Boy để thua thì đúng là một tai nạn, tai hại. Nhưng mà chị Boy có thể thắng trong trận đấu này thì là chuyện bình thường. Thua trong trận này thì mới có điều để bàn cãi. Vâng, trận này tôi thấy chị Boy giành chiến thắng là chuyện hết sức bình thường. Và để thua trận đấu này thì đúng là no gạch đá của anh em khán giả. Bên kia thì họ đã bắt đầu hết dần rồi. Thằng này chúng ta thì vẫn nở đều. Vâng, 39/52. Nồi hết dần lên đầy đập. Và bên kia họ đã bắt đầu hết dần rồi. Bắt đầu hết dần tới từ vị trí của game thủ 98. Vẫn đang chảy cối ra để đập những con phủ của chúng ta. Vâng, đen thằng dân đen nhầm cả nhà BP, nhưng không sao, giờ đêm nay tôi nghĩ là đánh một P thôi được. Lôi hết dân lên quẩy đi. Lôi hết dân lên đập 98 nữa rồi. Vâng, tập này lôi hết dân lên đây đập là xong rồi. Thi đấu bằng những thằng dân thôi. Thiết tha gì nhà phù thời điểm này. Vâng, hai phù tôi là quá đủ rồi. Lôi hết dân của mình lên đập phù của 98 để giải quyết 98 trong trận thi đấu này. Tỷ số sẽ là 2-1 này chị Boy. Vòng vào giải thì thực sự đánh nó căng thẳng hơn những kèo đấu bình thường là rất nhiều anh em ạ. Cho nên là nhiều khi mà tâm lý không vững chãi cái là mà vững chắc cái là cóng là đen nhầm nhà là chuyện bình thường. Vâng, 98 hết dần rồi và 98 là người gõ một resize, tỷ số là 1 dành cho chip boy. Trận thi đấu tí nữa thì để thua. Vâng, tỷ số là 1 dành cho game thủ Chip Boy. Một trận thi đấu mà hú hồn con trồn đến từ vị trí của Chip. Vâng, tí nữa tôi tưởng thua thì đúng là tôi phải lên cho cái bàn phím bắt đầu. Vâng, cảm ơn anh Tạ Hiển tiếp tục là gửi tặng 50 sao tới game thủ Chip Boy nhá. Vâng, đúng là Chip Boy, đúng là em người em của nó một. Vâng, em đúng là em của anh. Biết cách làm cho khán giả vâng đi từ bằng vào cung bậc cảm xúc này sang cảm xúc khác. Vâng, chuyển qua màn hình máy quay quần. Và đây, vâng, có bạn nữ ngồi sau game thủ Chip Boy, rất xinh xắn. Vâng, đây là đại sứ thương hiệu của rượu Chín Chum. Vâng, như vậy là chúng ta là Pơ và 98 là người cầm phô trong trận đấu tiếp theo. Vâng, Persian dành cho chip và phía bên kia là foe của game thủ 98. Vâng,
Vâng, thế em biết rồi. Đánh solo thì nói chung là bài vở và quân bài thôi, chứ bây giờ chỉnh các game thủ thì em thấy là vâng, đến nhiều khi chia sẻ tầm này cũng không thể bắt bài được nữa rồi, chứ không phải nói gì đến các game thủ còn lại. Vâng, nhiều anh em qua thì dự đoán là chia sẻ sẽ giành chiến thắng với tỷ số là cách biệt trước game thủ Xuân Thứ, như anh em biết đấy, xem vâng, tỷ số chỉ là 7-5 thôi. À 8 năm. Vâng, và sau đây là một phút quảng cáo. Anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì qua showroom sàn SBC Bflow Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn màu ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 020 33618181. Vâng, sàn SBC Bflow đang được các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp yêu thích vì sự sang trọng trang nhã, còn được các gia đình lựa chọn bởi tính an toàn cho sức khỏe, chống nước, chống ồn, chống trơn. Anh em tìm hiểu có thể vào trang web bflow.vn. Vâng, và Equat for Kitchen, diệt khuẩn, khử mùi an toàn cho sức khỏe dành cho bếp. Sản phẩm không hóa chất duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến tại Nhật Bản, an toàn 100%, không hóa chất, không cần nấu lại bằng nước. Vâng, Persian của chúng ta đang có một bầy hiều 5 con. Vâng, thế là thế có thể cùng dành cho chị Boy, vị trí sát mép góc 3 giờ. Vâng, sâu trong góc 3 giờ đây, thế kép góc dành cho Per. Nói chung là đánh với Phô thì cần phải giải quyết, tôi nghĩ là cũng phải sớm. Phô là loại quân phát triển là cực kỳ tốt. Ok anh Yêu Ma Vương nhá. Ok anh Yêu Ma Vương nhá. Vâng, chip boy hôm nay thua thì em sẽ cho một cái bàn phím, anh em yên tâm. Vâng, lịch thi đấu thì anh Hoài Lê, anh có thể vào aoe.vn nhá, gạch chéo All Star, để vâng có thể theo dõi lịch thi đấu cũng như kết quả của các game thủ. Bài đấu của Chip Boy đây rồi, có thêm bầy hiêu cho mình. Chúng là mới có 2 bầy hiêu dành cho Per thôi. Đồ ăn vẫn chưa đủ vào quanh nhà rồi. Voi vàng của anh em đây. Và anh em cứ xin voi đây, voi vàng đây. Một bầy voi vàng đang đứng quanh nhà của Chip Boy. Bài đấu có quả phụ như vậy, đồ ăn cũng đã là đủ dành cho Per. Đây rồi, thêm một bầy hiêu tiếp theo dành cho game thủ Chip Boy. Chúng là đồ ăn gọi là được dành cho Per thôi, không phải là bài đấu khỏe. 3 bầy hiêu bé, một quả phụ dành cho mình. Nhưng phía bên kia thì tôi thấy là game thủ 98 cũng đang dò là tương đối rộng trong trận đấu này nha. 24% dành cho 98. Vâng, đúng là đủ đồ ăn rồi. Vâng, vừa rồi thì em đang nhìn sang cái vị trí khác, thành ra không nhìn thấy Chip Boy có cái bãi quả phụ kia. Vâng, góc 3 giờ thì có gì mà trách đâu anh. 3 giờ thì nói chung là bên trong chắc chắn là không có đồ ăn đâu, vì tỷ lệ có đồ ăn rất ít trong trận đấu này. 26 dân đến từ bờ và không biết là đánh gì. Vâng, có lẽ sẽ đánh chém chuyển cung thôi, chứ đánh cung A thẳng thì là hơi mạo hiểm tới từ vị trí của Chip Boy. Vâng, 11x với 26 lưng dân dành cho game thủ Chip Boy. Nói chung là cũng được 26 dân như vậy, kích đời là cũng tôi nghĩ là rất ổn rồi. Vâng, bài đấu này thì không thể đánh ít dân được nha anh em. Bài đấu mà ít đồ lùa về không thể nào đánh ít dân được. Đây là cái kinh nghiệm để cho anh em đánh chế nhá. Vâng, Persian mà ít đồ lùa về thì không nên đánh ít dân. Chúng ta càng cần phải đánh nhiều dân. Và đặc biệt là nhà chúng ta lại là một thế nhà khung. Vâng, đánh nhiều dân để có thể chuyển quân sớm nhất có thể. Bài đấu này mà anh em bảo đánh 23 dân thì em nghĩ là đánh 23 dân kích đời thậm chí còn muộn hơn, không thì sớm hơn một vài giây thôi. Ui giời ơi, vâng, 4 voi một chỗ dành cho game thủ Chip Boy. Vâng, lực đang là một bài bình thường thành bài siêu khỏe, nâng cấp được cho mình thêm cái chân gỗ.
tải, anh vào lối bé. Vâng, đang chạy con giò đi tìm nhà của đối phương. Vẫn chưa thấy nhà của game thủ 98 đâu. Vâng, 98 dường như anh ta vừa mới làm vàng cho mình thôi. Một N sau đó thì tôi nghĩ xây luôn BA bên ngoài. Xây BA đi dầm luôn. Đây rồi, vị trí ăn hoàng của game thủ 98. Chưa lên đời. Vâng, đánh một N chuyển sang A là chắc hài nhất anh em ạ. Vâng, chết một dân cầu voi nhưng không sao. Thời điểm này, vâng, thời điểm này chết một dân vâng, cũng có thể thông cảm được. Định bắt giò của game thủ 98 nhưng mà không được trong tình huống rồi. Và bây giờ thì đang truy sát theo cái đạo dân ăn hoàng của game thủ 98. Vâng, đạo dân anh ta đi dâng rồi. Đang muốn chạy đi ăn hoàng, sau đó thì dâng phủ lên nhà chúng ta. Vâng, chết chắc chắn là 98 sẽ chết cái đạo dân ăn hoàng của mình. Vâng, đạo dân bên ngoài tầm 5 dân đến từ Polesia. Vâng, truy sát, vâng, đuổi cùng giết tận đi. Đây rồi. Vâng, này thì vâng thả thính này cho một con quay trở lại thả thính. Sau đó để cho những con này chạy. Nhưng chim boy nó tỉnh lắm. Chim boy là hệ không thích gái. Vâng, đây là hệ phũ phàng. Hệ không thích gái nha. Không thích thả thính đâu. Thích vào việc luôn cơ. Vâng, thêm một pha về của chim boy để bắt con giò của cái thủ 18. Nhưng trong tình này thì chim boy sẽ chết một vài giờ hoàng bên ngoài. Vâng, kích cung A hai áo dành cho mình. Nhưng mà lực của chim boy vẫn đang là có thể ra thêm dần nha. Bài bên kia thì họ chết cái đảo dân vào bên ngoài. Vẫn chưa thấy game thủ 98 đâu. Bài đấu phô có lẽ tôi nghĩ là còn mỗi cửa đó chính là dâng phù lên nhà Cooper thôi. Thời điểm bây giờ vẫn chưa thấy cái tình huống bằng cái động thái gì tới từ Folesian của game thủ 98 thì có vẻ như là quá muộn dành cho anh ta rồi. Vâng, đây rồi, bắt đầu dâng phù tới từ game thủ 98 phía bên kia. Những thời điểm là quá muộn màng dành cho game thủ 98. Vâng, phút 17 trong game anh ta bắt đầu có nhà phù đi dâng như này. Vâng, 2A1P. Vâng, chim boy sẽ cắt cử những con lạc đà của mình ra để ốp phù của game thủ 98 luôn. Và tôi nghĩ là con phù chắc là không có công nghệ máu đâu. Vâng, đấy, vâng, chạm nhẹ cái chết luôn con phù. Rồi hết quần của mình ra đây để đấu. Nhưng không, vâng, tình huống này cần phải chắc chắn hơn. Phải có thêm những con cung A. Gỗ đang rất nhiều nha, chip có thể ra thêm ruộng cũng như tăng nhà BA tiếp theo dành cho mình. Mới đang chỉ có 3 BA dành cho Pearl thôi. Vâng, tầm này đi cung A được rồi. Đi dần những con cung A của mình ra bên ngoài để thi đấu với cả game thủ 98 thôi. Đứng bên ngoài đốt P cũng như đốt BA của game thủ 98 là xong. Vâng, và nhà 98 kìa, bãi vàng con lạc đà của mình tầm này thì cũng không lên ở lại nhà P của game thủ 98 làm gì. Vâng, nên đi thẳng, theo tôi nên đi con giò và con lạc đà chạy thẳng lên nhà của game thủ 98. Bãi vàng của anh ta đây, đúng rồi, thả luôn con lạc đà vào. Vâng, tầm này một vài cung R sóc đơn vào đây không giải quyết gì cả. Chúng ta sóc cung A 4 BA là siêu đều rồi. Thậm chí bằng cái lực này có thể 5 BA dành cho mình. Bãi vàng 98 bắt đầu hở. Vâng, Persian chúng ta đã khung nhà xong. Thế này thì rất khó để cho 98 có thể không vào đây. Còn cung A mặc dù chỉ là tầm xa 7-1 thôi, nhưng cứ tụ lại đồng rồi thì những con cung R bên kia và cung R phô với cả một vài con sọc đơn rách thôi, không giải quyết vấn đề gì cả. Chúng ta thì cứ bắt đều cung A đứng ở trên nhà, nở tham gia được quyền chặt, không cần phải đi quản nhiều. Đánh ở nhà phát triển và sóc quần thôi. Tham lại càng đánh càng đi. Phía bên kia thì 98 không ra dần. Vâng, đây có lẽ là trận đấu cuối cùng của game thủ 98. Anh ta có 3 con phủ, dắt một con hô mã cũng nên cầm chim boy. Vâng, đứng lại thi đấu xong phẳng. Sau trận đấu này tôi nghĩ 98 có gõ 1 hay không này. Vâng, 98 gõ 1 và tỷ số là 3-1 dành cho game thủ chim boy. Vâng, trận live mà anh em vẫn còn chê trách thì em cũng không hiểu. Và anh em muốn ăn sổi được 98 luôn thì em cũng nghĩ là hơi khó đấy. Đánh không phải là đối phương, kể cả lên sớm hơn làm sao đánh có thể đánh một phát mà chết thẳng được game thủ 98. Vâng, nó còn phải mướp.
Và mình nặng đà dò sang người ta cũng bo bế bãi vàng bãi gỗ vào, người ta cũng chơi phù lại đấy, nói chung là cũng không thể nào mà đánh fit được ngay đâu. Và sau đây là một phút quảng cáo. Xwatt for Kitchen, diệt khuẩn khử mùi an toàn cho sức khỏe dành cho bếp, sản phẩm không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến tại Nhật Bản, an toàn 100%, không hóa chất, không cần đông lại bằng nước. Và anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì qua showroom sàn SBC VFloor Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn màu ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 020-3361-8181. Và ông quân của game thủ Chipboy là gì đây? Chúng ta cùng chờ xem. Như vậy cho son bên kia là Hitty. Vâng, cái cam này. Vào ngày hội chín chung All Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7, thể loại thi đấu là solo random quy tụ 12 gương mặt xuất sắc nhất của Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chín chung ngày hội AON này. Thể thức thi đấu đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Và hệ thống quán nhậu tự do hiện đang có 4 cơ sở tại Hà Nội. Cơ sở 1, 19 Nguyễn Văn Huyện, cơ sở 2, 68 Thợ Nhuộm, cơ sở 3, số 8 Lê Đại Hành, cơ sở 4 là số 3 Nguyễn Bình Khiêm. Anh em cần tư vấn món ăn cho bữa tiệc, vui lòng liên hệ qua hotline 0886-86-1919. Và All Star nha anh Nguyễn Anh Tập. Và em đừng soi mói em cổ lắm. Và ngày xưa thì học tiếng Anh rốt. Vâng, không đọc là All Star là được rồi. Vâng, đọc thế là em vâng, dễ hiểu rồi. Và ở trận đấu thì quân chúng ta được đánh giá là cửa giới hơn so với cả đối phương. Nhưng thực ra tôi nghĩ là con Hitty cũng không phải là một loại quân mà được đánh giá cao trong cái map đấu solo đâu. Vâng, thường thường map la thì Hitty nó cũng rất nghèo. Vâng, đây bài đấu cũng đã ổn dành chip nha. 7 heal đầu, 7 heal 6 con, thêm đôi voi cho mình phía bên trên. Rất tỉ mỉ, đá 7 heal đầu về trước, sau đó thì cầu voi về sau. Nhiều anh em thì đang muốn là chip voi cầu voi về trước, sau đó vâng, thiết kế chip bét ăn 7 heal hoặc là đá heal về sau. Nhưng vâng, lúc đầu chắc chắn là phải đá heal về trước rồi. Vâng, nếu đá được 7 heal là phải đá về trước, sau đó cầu voi sau. Vâng, thời điểm về sau thì sẽ không có nhiều thao tác để mà đá heal về cho mình. Vâng, bài đấu như vậy dường như cũng có quả phụ theo nhiều thông tin mà anh em báo về là bài đấu mà cũng có quả phụ dành cho Chipboy. Bài rất tươi dành cho Trò Son trong trận đấu này. Và tôi nghĩ là Chipboy cũng đã biết nhà của đối phương thì lên đi dâng nha. Vâng, lên đi dâng. Vâng, hit ngày xưa map đẹp á. Ngày xưa kể ngày xưa khi mà mình chưa tạo map thì em thấy là hit cũng bình thường mà anh Đức Xuân. Vâng, hit team vẫn là một cái loại map xấu. Ở cái kinh nghiệm mà em theo dõi đi chế đó chục năm nay rồi. Vâng, Hitty kể ngày xưa khi mà chúng ta chưa tạo map, thực ra tạo map thế này thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Chả tạo, vâng, chả ảnh hưởng gì cả. Vâng, cầu con voi tiếp theo về, bắt đầu cắt hai dần đi dần, đúng theo cái ý của tôi. Vâng, quân xấu hơn đi ông bom trong trận đấu này. Một L và một VA, thậm chí là có thể xây VA trước. Nếu bên kia họ đánh theo kiểu vâng, thế nhà xấu và lên muộn, chúng ta có thể xây BA trước, sau đó xin T bắn vào những cơ sở bò nhỏ đối phương và xây L sắp rồi cho mình sau. Oh,
Đúng rồi, nhà anh Cubin đấy. Nhà anh Cubin mới chuẩn. Tả map không liên quan gì cả. Hitty nó vẫn nghiệt từ xưa đến nay. Vâng, bây giờ map chọn sẵn mà. Đây map vâng, vẫn là các cái map trong đế chế thôi anh ạ. Tạo thì gọi là do mình tạo, nhưng mà vẫn là do những cái map trong đế chế thôi. Vẫn là cái map cũ. Vâng, bây giờ trận thi đấu mà chị Boy sẽ kích vâng khá sớm đây. Khoảng 10:30. Vẫn đang có tay để dắt con voi về. Ngày hôm nay chị Boy thi đấu nó khác hẳn so với cả ngày hôm qua. Và thì có vẻ như hơi cóng, nhưng hôm nay thì sau khi mà vâng được nhiều anh em chỉ trích, vâng đóng góp ý kiến, thì chị Boy tôi nghĩ hôm nay đã rút ra kinh nghiệm cho mình. Thi đấu nó khác hẳn. Và bên kia thì tôi đang thấy là anh Hải Mario anh đang kêu rồi. Đang kêu trời kêu đất là game thủ 98. Vâng, lên đời muộn trong trận đấu này. Vâng, công giáp đầy đủ anh Hải ơi. Vâng, sẽ là con giò chọc vào ban hoàng của game thủ 98. Đen và Ken một cái hẻ đây. Rất thốn. Vâng, có cái hẻ đây chọc cũng là thốn. Và vẫn có tay để cầu con voi tiếp theo về. Chúng là chiếc boy hôm nay khác bọt hẳn luôn. Đây là cái game thủ mà chúng ta cần đây. Chiếc boy mà chúng ta vẫn hay thường nhắc tới. Ăn hai dân không? Vâng, đánh thế này 98 vâng bo luôn bãi vàng. Anh ta sẽ không thể nào khai thác được vàng ở cái bãi này rồi. Còn một bãi trong nhà chính, gần nhà chính của mình. Chắc chắn là Hitty tôi nghĩ là sẽ đánh thủ phù trong trận này. Nếu mà đánh chạy cùng đờ thì không có cửa. Bài đấu mà Hitty này đời là rất muộn. Và không thủ phù ra thì sẽ khó có thể thi đấu với cả cho tròn chúng ta. Vâng, chip boy lên đời chuẩn bị có chém cho mình. Ngay sau đây đang có con giò truy sát theo cái đạo dân ăn hoàng bên ngoài của game thủ U98. U98 đập cái này. Vâng, chém đã có vẩy e vào không chip ơi. Vâng, vẩy e đừng cho 98 bò được. Đấy rồi, vâng, 5 dân của 98 đang tách đi. Nhưng có lẽ chip boy sẽ không để cho thằng dân nào chạy thoát trong tình huống này đâu. Vâng, 2 dân kia thì chúng ta cho 2 dân ra đập là vẫn cần rồi. Cần phớ nhau, 98 rất lành nha, không đập lại. Vâng, vẫn đang chạy thoát trong vô vọng. Như tôi là tôi, và quay lại tôi đập, kể cả thua cũng quay lại đập cho nó vui. 28/32 bánh xe đã có, bây giờ tìm cơ sở. Vâng, bãi vàng, bãi vùng, bãi gỗ của game thủ 98 bắn vào thôi. Trận thi đấu mà chúng ta đánh có nha, đánh chắc nhà dành cho toàn. Bài đấu đánh chém bây giờ Hitty mới bắt đầu xuất hiện tại nhà của game thủ chị Boy. Một phê gia thủ lạc đảo của đối phương. Bài lực rất yếu dành cho Hitty khiến cho anh ta là con giò ô mộ. Thậm chí lạc đà sang đây chúng ta có thể lối dần ra đập luôn cũng được. Và con giò quá yếu đuối tới từ 98. Và phù Hitty thì không được đánh giá cao rồi. Phù Hitty thì mọi người biết rồi. Phù Hitty là một loại phù rất lỏng. Chỉ có mỗi cái công nghệ dường như là hồi mà là nhanh thôi. Vâng, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vâng, lọt được vào trong bài gỗ của game thủ 98. Tình huống chặt gỗ hở đến từ 98 bên kia. Vâng, như vậy 98 tím chắc rồi. Vâng, U9 tím rồi. Bài đấu mà không còn cửa dành cho Hitty thì bài gỗ của anh ta cũng chết. Chết bài gỗ bàn hoàng như vậy còn đúng bài vàng. Và chắc là có một nhập P dành cho 98. Giờ cái nhiệm vụ của chị Boy đó chính là tìm ra nhập P. Và thậm chí chúng ta có thể nâng cấp chặt gỗ, đánh theo kiểu chuyển bài, chuyển cùng ám đáo nếu vâng chắc bài nhất. Vâng, nâng cấp chặt gỗ và sóc dần chuyển qua một áo cho mình. Cái đạo chém này sẽ đi bãi vàng của đối phương và tách một vài con chém về đây để kê nhà. Vâng, đấy là cái bài đấu mà chip boy chắc bài nhất, đó chính là chuyển cùng hàm một áo. Không thì sóc chém ra cũng là vẫn là thắng, nhưng mà nó sẽ không an toàn. Về tầm thời điểm giờ thì anh em biết rồi, 98 không còn nhiều tính chất thi đấu khi anh ta không còn lực. Chip boy tăng là 2 dành cho mình, nhưng mà đánh kiểu gì cũng được thôi. Bắt đầu có tình huống cầu phù đến từ game thủ 98 phía bên kia. Chúng ta sẽ phải lôi chém về đây và đi vòng dần để bắt con phù của game thủ 98 hay không đây. Đi vòng dần ra đập con phù này đi. Phù đi. Vâng, chim boy đứng lại cho 98 lôi phù có chém được. Khổ lắm. Vâng, đây lôi phù ra đòi lại. Thực đàn rất nhiều. Ra đây đòi lại ông nhau. Vâng, ra đây đòi lại ốp phù, ốp chạy của game thủ 98 luôn.
Còn đấy, lại còn phủ lại và 98 quyết không nói một lời. Tỷ số là 4-1 dành cho game thủ Chip Boy. Quá hay. Vâng, 4-1. Tôi bảo rồi, hôm nay thì cái quyết tâm nó cao lắm. Thứ nhất là chúng ta chưa có điểm. Thứ hai là hôm qua nô 1 để thua 98, hôm nay sẽ trả thù dành cho game thủ nô 1. Vâng, và sau đây là một phút quảng cáo nha. Vâng, anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì qua showroom sàn SBC VFlo Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn màu ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 020-3361-8181. Vâng, hệ thống quán nhậu tự do với 4 cơ sở tại Hà Nội, không gian xanh mát cổ kính, đa dạng từ trong đến ngoài trời. Vâng, từ trong nhà đến ngoài trời, tọa lạc tại các vị trí trung tâm với các biệt thự cổ, chuyên các món nướng hang và hải sản, khay hải sản, hàu ngũ vị, cá chìa vôi, nướng muối ớt, cá già bò, khay nướng tự do. Vâng, giò heo giòn da ngon mắc bình, chắc chắn sẽ làm hài lòng anh em. Vâng, đây là trận thi đấu tiếp theo, Roman dành cho game thủ Chip Boy. Vâng, bên kia là người cầm ý à. Vâng, như vậy là chỉ cần 3 chạm nữa thôi là game thủ Chip Boy có thể giành chiến thắng rồi. 3 chạm nữa thôi nhỉ. Vâng, là bắt vâng chắc chắn có điểm. Vâng, như vậy là xin cảm ơn anh Ta Hiển đã gửi tặng 100 sao tới game thủ Chip Boy nha. Vâng, chip này đánh hay à. Vâng, thực ra thì em thấy là vẫn chưa được mắc binh cho lắm đâu. Bài vở nó đang ủng hộ cho Chip Boy. Vẫn còn nhiều tình huống xử lý nó chưa thực sự là mắc bưu. 10-2-1 luôn đi à. Khó anh em ạ. Hơi khó, 98 không phải là một tay gà mờ. Hôm qua thì Chip Boy thua nha anh Kiểm Coi. Qua để thua game thủ Gunny với tỷ số là 6-7. Sao anh? Vâng, lay không sai lên hay à? Chứng tỏ hôm qua vâng anh em nào rủ. Vâng, hôm qua là chắc ông nào rủ game thủ Chip Boy đi uống rượu bia rồi. Tôi thấy thi đấu là buồn ngủ lắm. Vâng, đây là bạn nữ đại diện cho thương hiệu Chín Chum, rượu Chín Chum ngồi sau game thủ Chip Boy nha anh em. Vâng, rượu Chín Chum là nhà tài trợ. Vâng, đây là bạn nữ đại diện cho thương hiệu Chín Chum nha mọi người. Và ngồi sau game thủ Chip Boy đây thì là xinh xắn. Và hôm nay thì Chip Boy có vẻ như là không cóng rồi. Hôm qua cảm giác như ngồi ở sau một bạn nữ của thương hiệu Xquad thì thực sự là cóng. Hôm nay cảm giác như là vâng đấy, nó mắc bình hơn rất nhiều. Vâng, hợp vui sao. Vâng. Vâng, anh em có thể comment để vâng nhận xét về bạn đại diện cho thương hiệu Chín Chum nha. Xem có xinh không? Theo em thì rất mắc bình rồi. Vâng, Chip Boy là một bài Roman là được nha mọi người. Bài là bảy hiệu đáo về này. Quả phụ dành cho mình. Vâng, 20 dân như vậy là Chip Boy đang chậm 1 dân so với cả đối phương. Bài đấu cũng đã đủ đồ dành cho mình rồi. Vâng, có hiệu, có vòi, có quả phổ và EA thì tôi nghĩ là vâng, đối phương đánh chém thì chúng ta sẽ công phù thôi. Roman để giành chiến thắng cho EA đó chính là vâng, có thể nâng cấp. Ui dồi ôi, vâng, có thêm quả phụ thứ hai dành Chip. Mắc của mắc. Vâng, đúng là hôm nay là đỏ rồi. Sáng không biết có làm bát tiết canh không. Quá đỏ dành Chip Boy. Vâng, bên kia tôi lại thấy vâng, lại thấy bắt đầu than vãn đến từ vị trí của anh Hải Mario rồi.
Vâng, bên kia thì tôi đã thấy bắt đầu than vãn bài vở có vẻ không ổn. Chị Bòi thì tiếp tục là một bài đấu mà tươi. Một bài đấu mà sự là lại khỏe. Cái đời không được mắc thôi, 8-20. Vâng, và hy vọng là 5K7 anh em quý vị khán giả đang có mắt ở đây. Vâng, mọi người có thể like và share mạnh mẽ lên để vâng cổ vũ cho game thủ Chị Bòi cũng như là chúc mừng cho game thủ Chị Bòi đã giành những cái chiến thắng vừa qua được không? Vâng, Chị Bòi hôm nay đang có một cái đà chiến thắng thực sự là rất mắc bình. Vâng, mắc bình. Vâng, hy vọng là 5K8 quý vị khán giả đang có mặt đây. Mọi người có thể like xe mạnh mẽ lên để ủng hộ cho Chip. Vâng, thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Mọi thứ đang ủng hộ cho game thủ Chị Bòi. Cả bạn nữ vâng chín chung cũng đang ngồi sau ủng hộ cho Chip. Thì vâng, không còn gì để mà thua nữa rồi. Vâng, không có cái điều gì để chúng ta đánh thua trong cái ngày thi đấu thứ hai của giải chín chung All Star Cup. Vâng, như vậy đây rồi, nhà IA trong góc 9 giờ chúng ta bắt đầu có con giò cầm lên. Có cái map IA này sao quen thế nhở. Vâng, 98 đang cho dân ra để bo cái khe rừng và bây giờ bắt đầu chiếc boy chọc vào, sẽ có hai dân đi dâng lên công phu. Vâng, con giò là công giáp đầy đủ và 98 tôi nghĩ là lại tím rồi. Vâng, có lẽ 98 sẽ tím trong trận đấu này thôi. Vâng, chết 5 dân đến từ vị trí của 98, IA đánh 27 dân. Chết 5 dân là còn 25 dân. À 22 dân. Bài đánh thẳng cũng mà thì không có cửa. Chúng ta công ca vào luôn cái nhà của game thủ 98. Vâng, công ca vào luôn cái nhà IA này. Không cần phù phèo gì. Vâng, những Chim Boy đã đóng nhập về dành cho mình rồi. Bây giờ thì 98 mới hóa đời dành cho mình một bài đấu mà anh ta kích ở 11. Vâng, có lẽ sẽ nhà phù thứ hai. Sau đó chúng ta có cái xe thì sóc những con sọc đơn đi e. 98 lùi dần cũng như quần của mình ra bắn đi. Chị Bòi sẽ cho những con phù xử lý. Và vẫn hở trong tình huống này thôi xong. Vâng, bò hở tới từ vị trí của 98. Một con kè vâng quá ảo. Và tỷ số có lẽ sẽ là 5-1 dành cho game thủ Chị Bòi. Bài bên kia chắc chắn là đánh thủ phù. Vâng, đánh cũng là thủ phù vì 98 không có lực. Vâng, 6 dần khai thác vàng tới từ 98. Giờ chúng ta dồn phù vào trong, nói chung là bài IA này không còn cửa nữa rồi. Anh ta đang muốn lôi những con dân của mình ra đây để xây e và... Vâng, quýt chưa nhờ. Lọt vào trong nhà của game thủ 98 trong tình này. Timeline của Chip là 30 trên 36. Vâng, bên kia không có một tí lực gì luôn. Vâng, họ không có dân làm ruộng. Chỉ có đúng dân khai thác gỗ cũng như là bãi vàng của mình để vào thủ phù. Đúng còn cửa bằng thủ phù dành cho IA thì lại bị con chém lọt vào trong. Bây giờ thì hai phù đều dành cho Chip Boy. Cơ cấu tăng L và... Đây rồi, có bánh xe cho mình. 98 là một bò nhưng vẫn hở. Vâng, ý định của game thủ 98 liên tục bị chúng ta chiên đè và phá. Ôi, vâng, đen, thôi xong. Vâng, chính thức tìm tới từ game thủ 98 phía kia. 5-1. Vâng, 5-1 không nói nhiều. Vâng, vẫn chưa quyết đến từ game thủ 98. Vâng, không hiểu là anh ta đang định trông chờ vào cái điều gì. Kìa vào 98 tầm này thì không có thực để mà sóc cung A cho mình. Vâng, có đúng một con tê thi đấu trong trận này thôi. Vâng, 5-1 dành cho game thủ Chim Boy và chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu tiếp theo ngày sau đây. Vâng, hy vọng là mọi người có thể like và cổ vũ cho game thủ Chim Boy với những chiến thắng bằng liên tục. Vâng, 5-1 rồi mọi người ơi. Và sau đây là một phút quảng cáo. Equat diệt khuẩn khử mùi an toàn cho sức khỏe, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ kiềm ion Nhật Bản
được Tiêu cục chuẩn đo lường chứng nhận an toàn. Và anh em thành phố Thanh Hóa muốn lắp sàn FPC V4LOR thì qua showroom V4LOR Cường An tại địa chỉ ở số 13 đến 19 đại lộ Nguyễn Hoàng, Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 0237 322 6666. Vâng, các nhà tài trợ và doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá thương hiệu vui lòng liên hệ qua hotline 0973 883 999 hoặc email ads@egomedia.vn. Và mọi người cùng chờ đợi một ít phút nha, có lẽ sẽ reset lại cái máy thôi. Vâng, em gái xinh quá. Vâng, tất nhiên rồi. Và bây giờ thì toàn là phải có những bạn nữ vâng xinh đẹp ngồi cạnh sau game thủ thôi anh em ạ. Chết tôi, nụ cười từ đây thì thôi thôi, chết tôi đấy. Vâng, như vậy bên kia là IA, chúng ta là Baby trong trận thi đấu tiếp theo. Một nụ cười luôn hè. Vâng, Baby của game thủ G-Boy và phía bên kia là IA của game thủ G8. Hồn điện thoại liên tục khi mở cam to. Vâng, anh em cẩn thận nha. Cẩn thận không lại bị giật đấy. Tránh tình trạng sạc pin khi mà cầm điện thoại nha. Vâng, như vậy quay lại quân à. Vâng, khi mà chip boy chưa vào. Vâng, như vậy là tươi rồi. Số 98 nó phải chết. Vâng, thì ra 98 chọn cái chết trong ngày hôm nay rồi. Vâng, chúng ta là four bên kia là Kata. Không cửa dãy dành cho 98 rồi. Vâng, rồi như bên kia quyết luôn à. Vâng, sai map, không sao. Vâng, sai map. Vâng, sai map, có lẽ chúng ta sẽ đánh lại quân thôi. Vâng, lại quân, nhưng chọn lại map khác. Quân thì có lẽ vẫn sẽ là như vậy thôi. Nói chung là hồi 98, vâng, tôi như 98 thì tôi bảo thôi đánh trận mới anh ơi cho nhanh. Về cho nó sớm. Vâng, có lẽ 98 theo tôi thì tôi nghĩ là nên lựa chọn luôn cho mình phương án nhẹ nhàng. Bài đấu mà quyết luôn cho nó mát. Dường như 98 tôi nghĩ là anh ta nhớ, nhưng mà chắc là cắt cầu thôi. Muốn cắt cầu một tơn để đổi map, vâng, cắt cầu một tơn thôi. Nhưng mà có lẽ cũng không ăn thua đâu. Với quân này bằng phô và Kata thì khó lắm. Vâng, chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu đánh lại thôi. Cắt cầu tới từ game thủ 98. Vâng, đây là cái điều bình thường, không sao cả. Chúng ta đang là người thắng thì thoải mái với thằng em đi. Vâng, chip boy thì nó là kiểu trương vô kỵ rồi. Nó sợ gì mấy cái phái ma giáo đâu. Vâng, đến với cả chương trình quảng cáo ngay sau đây. Sàn FPC V4LOR đang được các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp yêu thích vì sự sang trọng trang nhã, còn được các gia đình lựa chọn bởi tính an toàn cho sức khỏe, chống nước, chống ồn, chống trơn. Anh em tìm hiểu có thể vào trang web v4lor.vn hoặc gọi hotline 0399 799 888 để tìm hiểu thêm nha. Và hệ thống quán nhậu tự do chuyên phục vụ các bữa tiệc họp mặt, sinh nhật, liên hoan với không gian đơn giản gần gũi. Các món ăn tươi ngon hấp dẫn chắc chắn sẽ làm hài lòng các anh em. Donna E. 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 Donna E
Vâng, và máy lọc nước ion canxi gây rơi của ta giúp bổ sung canxi và khoáng chất tự nhiên. Nguồn nước được lọc từ máy lọc nước gây rơi của ta giúp bổ sung ion canxi cùng khoáng chất tự nhiên để thể ion cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch. Và anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì qua showroom sàn SBC Beflow Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn màu ý nhất nha. Cần hỗ trợ thì anh em gọi hotline 020-3361-8181. Vòng Polisian dành cho game thủ Chim Boy. Vòng bầy hiêu gì sao lại có 3 con thế này. Vòng bài đấu mà Chim Boy có vẻ như vừa rồi chết một dân à? Vâng, chết một dân bởi đối sư tử. Vâng, trận vừa rồi thì 98 vâng chọn nhầm map anh em ạ. Thành ra chúng ta sẽ chọn map thứ 8. Vâng, đây là cái điều bằng cái tên cắt cầu thôi. Vâng, đánh 13 trận, ai thắng nhiều là người đó thắng nha anh em. Thực ra thì cũng không đúng anh ạ. Vâng, cũng đúng nhưng mà anh em chỉ cần hiểu là đánh 13 trận thì ai chạm 7 trước thì người thắng thì đúng rồi. Nói chung là cái gì cũng được. Trong liên minh nếu mà anh em xem nhiều thì người ta gọi là BO13. Đấy thì nó sẽ dễ hiểu hơn trong liên minh ấy. Nếu anh em xem liên minh nhiều thì biết. Vâng, thực ra đây là một trận thi đấu mà tôi đánh giá là không phải là nghèo dành cho game thủ Chim Boy đâu. Có quả phụ nha. Vâng, bài có hiệu về, có quả phụ dành cho mình. Và Felician nói chung là đánh với Katha thì đi ăn thêm 7 hiệu phía trên này là được. Bài 2 hiệu, một quả phụ dành cho mình. Đây không phải là một map quá xấu dành cho phụ. Và đánh với Katha tôi nghĩ như thế để cho cần. Vâng, đánh như vậy cho cần. Vâng, 8-2x dành cho Polisian. Đây là một trận thi đấu mà phô của chúng ta có thể khung nhà. Vâng, đây là bài phô của chúng ta có khung nhà nha. Vâng, em thì không phải hệ gáy nha anh Phạm Duy Hợp. Em thì chỉ bình luận bình thường thôi, không phải hệ gáy, không phải hệ lỗ. Vâng, em thì bình luận về thế trận cũng như là bình thường thôi. Úi dồi, có thêm bài quả dành cho game thủ Chip Boy. Nhưng mà tôi nghĩ là cái con phô này thì không cần ăn bái quả phụ kia. Chúng ta về nhà khung nhà và cơ cấu gia dụng cho mình là đủ. Đánh thủ cùng R và thủ phù phía bên trong. Và hôm qua thì em không đá bóng nha anh Công Minh. Qua thì anh em biết rồi, cái thời gian thi đấu của game thủ Chip Boy là vào lúc 16:30. Thành ra bằng đá bóng vào lúc 17 giờ không kịp. Vâng, thì em cũng nóng máu với mấy ông bình luận viên lắm. Xem đá ông chán thực sự. Vâng, toàn thánh nổ thôi. Ở văn phòng thì gáy kinh lắm. Vâng, vô địch anh em đá trận vô địch đi. Đá đâu đá cái trận để vâng, chưa gì là gáy đối phương là chuẩn bị tinh thần đi tranh giải 3-4 đi. Rồi thì ông Hùng Crit thì khởi động hai vòng, nhảy hai cái ở văn phòng thì sau đó ôm chân bảo chấn thương rồi. Tôi cũng không trông chờ gì rồi. Vâng, chưa đá bóng mà chỉ khởi động mới nhảy khởi động có hai ba cái thôi đã ôm chân rồi, một kêu chuẩn rút rồi. Thì còn thi đấu cái gì? Bài đấu đánh chém thủ phù dành cho game thủ Chim Boy. Và bên kia thì tôi đang nghe thấy là muốn đi ôm đến từ 98 nhưng mà gặp cái bài phô này thì ôm kiểu gì? Bài bên kia thì 98 nên sớm trong trận đấu này nha. Vâng, nên sớm nhưng như vậy thôi là chưa đủ. Vâng, chúng ta đã khung kín nhà xong. Nhưng cái bãi vàng của game thủ Chim Boy đối phương có thể đóng VA để khai thác vào. Gặp một voi đen hoàng, đây là cái lực để cho chúng ta lực cấp cái bánh xe. Vào 1P phía bên trong ngay sau đây.
và sắp một con lạc đà cho mình. 2P dành cho game thủ Chipboy, quá chắc bài trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng, bài họ thì có hai cửa, đó chính là một là công tê, hai là chuyển qua một áo để công vào cái hông của game thủ Chipboy. Và đây là những con phù phía bên trong. Vâng, Chipboy tỉnh thì lên cho con lạc đà của mình cắm quanh nhà xem đối phương công cái gì lên. Bài bên kia chắc chắn là đi công rồi. À, phát hiện ra đối phương là bài đấu đi dâng cung qua một áo tới từ vị trí của game thủ 98. Vâng, BA dành cho Chipboy. Bây giờ thì sẽ là hai nhập P phía bên trong. Vâng, 2P bên trong trừ ra bên ngoài, một con lạc đà của game thủ Chipboy chạy thẳng lên nhà của game thủ 98 đi. Bỏ chết mất 2 dần cánh thăng vàng, 3 dần cánh thăng vàng trong tiệm rồi và rất đông cung hoa một áo nhá. 5 con trong tiệm này đấy, thời điểm là rất sớm khi mà Chipboy chưa có bánh xe của mình. Không kịp phải e. Bỏ chưa kịp có bánh xe cho mình trong tiệm này, Chipboy để mất khá nhiều dần. Vừa có bánh xe xong. Vâng, tham này của Chip chỉ là 19 trên 44 thôi nhá. Vâng, như vậy là game thủ Chipboy bị xiên trong trận đấu này rồi. Vâng, tham này tôi xuống còn có 17 thôi. Vâng, càng. Vâng, đúng là một bài đấu mà tôi đã tự tính được rồi. Bài đấu đi dâm cung hoa một áo tới từ game thủ 98. Trận này thì Chipboy lực yếu quá, nhưng tôi nghĩ là Chipboy lên đánh thẳng cung R thì hay hơn. Cung R thủ phù thì hay hơn so với cái việc đánh con lạc đà và không cung giáp, con ngựa giò không cung giáp không giải quyết vấn đề gì cả. Chúng ta đánh thẳng cung R trong trận đấu này thì có lẽ sẽ hợp lý hơn vì đây là một cái hốc đẹp. Vâng, cung R thủ phù. Vâng, như vậy là khê rồi. Khê. Vâng, tỷ số là 5-2. Thôi, đừng cười nữa em ơi. Vâng, đừng cười. Vâng, tôi xin đấy, đừng cười. Vâng, anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì có thể qua showroom sàn SBC V4Law Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn máu ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 020-3361-8181. Vâng, ngày hội chiến chung All-Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7. Thể loại thi đấu là solo random, quy tụ 12 gương mặt xuất sắc của Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chiến chung ngày hội AON lần này. Thì thức thi đấu là đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Vâng, đây là trận thi đấu tiếp theo, cho Son và bên kia là Maxi. Vâng, cho Son của game thủ Chipboy và phía bên kia là Maxi của 98, nói chung là quân được cũng cân cân nhau. Và bên kia thì không có phù, cho nên chúng ta cũng không sợ. Vâng, như vậy là cả hai game thủ đang bằng dần của nhau nhá. Vâng, em chờ xíu, bạn nữ chín zoom sẽ quay trở lại ngay sau đây. Vâng, em chờ ít phút thôi. Vâng, tất nhiên thì anh em biết rồi, quân bài không đẹp thì toàn là cái chuyện bình thường vì em đã nhận xét ngay từ đầu rồi, đây là kèo đấu quân bài thôi. Vâng, solo bây giờ là quân bài là chủ yếu thôi. Khi mà bài vở nó không tươi cái thì thua là chuyện bình thường. Chúng ta thì hơn đối phương có cái bánh xe trong trận đấu này, chuẩn. Nhưng bên kia thì họ có thể chuyển sang đánh cung A nha. Thủ Y và chuyển cung A đến từ Maxi. Bài vở sẽ cơ, vâng, nó đa dạng hơn so với cả chúng ta. Và mọi người,
Vâng, hy vọng là anh em có thể like với cả chia sẻ mạnh mẽ lên để cổ vũ cho game thủ Chiboy nha. Dứt điểm game thủ 98 chỉ cần vâng hai chạm nữa thôi là chúng ta có thể dứt điểm 98 rồi. Vâng, nhanh nhanh, nhà bao việc. Vâng, và X-Quad 4K làm sạch khử mùi ô tô không hóa chất dành cho ô tô. Sản phẩm vệ sinh nội thất ô tô không hóa chất duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến tại Nhật Bản. Vâng, an toàn 100%, không hóa chất, không cần lọc lại bằng nước. Và đến với cả hệ thống quán rượu tự do, anh em sẽ được thưởng thức các món ăn độc lạ trong không gian xanh giữa lòng Hà Nội cùng sự phục vụ tận tình chuyên nghiệp sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời. À vâng, All Star, ok anh em nha. Vâng. Em này viết nhập All Star, chết mất, và ok anh em. Vâng, đánh vòng tròn nha anh em ơi. Vâng, đánh nói chung là ai cũng sẽ phải đối đầu với ai cả. Vâng, chung là các game thủ sẽ gặp nhau hết. Đánh 12 game thủ. Vâng, ok anh Hoa Đoàn nha. U98 cố lên, cũng được, không sao. Vâng, vào đây cổ vũ cho game thủ 98 cũng ok thôi. Vâng, anh em mãi là anh em. Vâng, mãi là anh em tốt. Vâng, vào đây cổ vũ cho game thủ 98 thì kinh rồi. Gợi nhớ lại trận cùng đờ Hồng Anh dẫn trước 4-0 và để xẻ ngược dòng 5-4 á. Vâng thôi anh em ơi, vâng đừng cho em xin những cái kịch bản đấy. Vâng, đang có thêm những con vòi dành cho tròn của chúng ta. Thằng Chip nó không thích gái hay sao ấy nhỉ? Em gái xinh tươi thế mà nói chuyện không dừng dưng. Vâng, thực ra mặt nó thì anh em biết rồi. Cái mặt của Chip Boy thì anh em biết rồi. Mặt nó chuyên thế thôi, không biểu cảm. Chứ không phải là không thích. Vâng, không thích gái thì đúng là không thể chấp nhận được. Vâng, đây em chỉ nhìn em cười cái thôi là em đã an chảy rồi. 25 dân tới từ game thủ Chip Boy, đang có 2 dân đi dâng. Vâng, trận thứ mấy rồi bình luận viên ơi? Vâng, trận thứ 8 anh ơi. Tỷ số đang 5-2 rồi, đây là trận thi đấu thứ 8. Vâng, chào anh Hoàng Huy Toán nha, xin chào anh Trần Đức Độ nha. Hello anh Tiến Hùng, che cam vì hút thuốc anh ơi. Vâng, BLBM như vậy, bên kia cũng đóng BLBM như vậy là lên đời cũng ngang phèo nhau trong trận đấu này. Bên kia là 34% tới từ game thủ 98. Vâng, đúng rồi đấy, người ta gọi là lạnh đùng boy nha anh Hiếu Nguyễn. Đúng rồi. Vâng, nhiều khi là phải tỏ ra lạnh lùng nó mới mang lại sự cuốn hút. Chứ vâng, nhiều khi lại như ông he, vâng, gặp gái ông đã dọn hết cả gái ra rồi, lộ hết bài. Boy nó cũng có cái phong cách riêng của mình. Vâng, như vậy là hai dân khai thác hiệu đã bị game thủ 98 phát hiện. Nhưng con giò rất may, game thủ 98 chưa có cái gì. Vâng, giấu hai dân đi, tầm này thiết tha thì cái bầy hiêu. Giấu hai dân cho mình đi. Sau đó thì xiên một đi vào nhà của game thủ 98. Vâng, chết giò tới từ 98 rồi. Vâng, chị Boy mạo hiểm thế nhở. Ăn hoang giữa lòng địch thế này. Vâng, đây rồi, 98 đi đây. Ôi dồi, bãi vàng không có vàng. Vâng, không có vàng tới từ game thủ 98 bên kia rồi. Nhìn thấy một mớ dần của 98 khai thác cái bánh nhúm vàng ở đây. Vâng, tôi chết tôi. Vâng, không có vàng. Ô, không có vàng. Tôi xong, xong, xong. Ôi, đánh cái gì? Vâng, anh Hải ơi, động viên đi. Đánh cái gì? Vâng, không có vàng dành cho game thủ 98. Mình thi đấu cái gì em ơi? Vâng, thi đấu bằng giò rồi. Bên kia thi đấu chỉ thi đấu bằng giò thôi đấy. Vâng, trận lái em không ăn được. Vâng, tôi đừng làm tôi cười được không? Vâng, 98 ơi, anh xin em đấy. Vâng, đừng bắt anh phải cười.
Vâng, đóng quả BS để khai thác vàng không thể nào ngửi được. Vâng, có lẽ tỷ số sẽ là 6-2 dành cho chiếc bòi rồi. Không một cửa dành cho cái thủ thứ 8. Vâng, soi lại tham đi. Xem hầu đối phương còn vàng không? Số lượng vàng có tăng lên hay không? Rồi bên kia họ chỉ thi đấu con giò thôi đấy. Vâng, thi đấu hai con giò. Rồi chúng ta có lẽ sẽ kéo con chém của mình về nhà. Sau đó để cơ cấu vòng quanh ruộng. Và có con chém đến bảo kê là những con giò của cái thủ thứ 8 sẽ phế thôi. Vâng, thôi anh em sáng sớm em được. Em vỡ bụng mất thôi, em không muốn cười đâu. Đây rồi, bài vàng có cái giếng màu đỏ ở đây. Bài nhưng thời điểm này tôi nghĩ là 98 cũng đã bắt đầu có vàng rồi đấy. Chẳng lẽ bằng phút thứ 16 trong game này không khai thác được vàng vào đây rồi. Vâng, 98 chết bài vàng này, không biết là em có ghi sai không. Vâng, tầm này thì quá tỉnh rồi, cái mũi của chiếc boy nó thính 5. Vâng, chiếc boy cái mũi không có con gì thính bản rồi. Vâng, tầm này chỉ đi quản vàng thôi là Maxi bên kia chết. Vâng, có một con chém tới từ game thủ 98 ở đây. Tham lai của chiếc boy là 17/28. Đúng là trận này, vâng, phải nói là 98 không ăn được vàng. Thực ra chúng ta đánh nó cũng có hơi phần và một vài phần chủ quan. Thôi chạy đi, giữ dân nha. Đây rồi, đây rồi. Lại gặp dân bãi vàng của cái thủ 98. Và sau cái đạo dân này thì tôi nghĩ là quýt. Vâng, lôi hai con chém lên đây thiêu ăn dân. Thậm chí là lôi dân ra đập luôn dân đối phương. Vâng, cho tham nó bé đi. Vâng, 98 cũng định tranh với cả cái chức vâng, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân của game thủ lô 1 hay sao đây. Vâng, có ý đâm tới từ game thủ 98 bên kia. Tham lai chúng ta đang là 13 rồi nhỉ. Vâng, nhưng 98 có lẽ tôi nghĩ là cũng đã fit rồi. Và đối phương có ý. Vâng, chị boy đánh trận này cũng là hơi ẩu. Vâng, như vậy là chết rồi. Vâng, chiếc boy đánh trận này là quá ổ đi. Vâng, tôi cũng cạn lời với cả hai thánh rồi. Tôi không còn lời gì diễn tả nữa rồi. Vâng, giờ bên kia thì họ đang không có nhiều quân. Họ vẫn đang giữ được dân nhỉ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đạo dân cuối cùng của game thủ 98. Ăn xong trận đấu này thì cần trở về cân, thậm chí là chúng ta đi. Bên kia đang đi ăn vàng, đang đi ăn vàng, không có vàng. Không có vàng tới từ game thủ 98 truy sát cái đạo dân này đi. Đây rồi, 98 feet, còn 1-2 dân. Vâng, còn 1-2 dân và thậm chí tôi nghĩ là những con chém này có thể về băm luôn đi của đối phương cũng được. Chúng ta thì vẫn đang xón được 1-2 thằng dân cho mình. Vâng, tôi cạn lời với hai nghệ sĩ. Vâng, tạm lại chúng ta bắt đầu đi xuống. Bên kia không có vàng. Băm luôn con Y đi. Vâng, sợ cái gì cái tầm này, Y không giáp à? Đây, về đây, 98 đang ăn bãi vàng tại khu vực cơ sở BS chúng ta đã phát hiện ra rồi. Vâng, tham bên kia vẫn đang đi nha, tham bên kia khoảng mười mấy đấy. Có gì đứng đây kì. Vâng, tên này xiên luôn cả y, này thì y với cả chúng tôi này, vâng xiên luôn cả y luôn. Vâng, chém vẩy bắt y luôn, cho hiểu luôn. Bên kia còn cái đạo dân này chết cả xong. Vâng, game thủ chiếc boy cứ ở đây đi, cái đạo dân này, 98 chết là vẫn quy chặn. Vâng, trận thi đấu một chiếc boy phải nói đánh rất chủ quan. À, lao, không làm sao. Vâng, quay trở lại chơi luôn. Vâng, băm luôn tới từ game thủ chiếc boy. Thế điều chém của chúng ta đẹp hơn. Vâng, bây giờ là 5 con chém bên kia, chỉ có 4 con chém thôi. Băm đi. Càng chạy. Oh,
Vâng, như vậy là chị Boy chạy đi. Tách con chém, hy sinh con chém kia không. Vâng, đúng rồi, hy sinh con chém chạy đi. Vâng, tham ảo thôi. Vâng, bài đấu tôi cạn lời. Vâng, timeline thì vẫn đang bị đi, tham bên kia chắc là tầm 10-11. Nhưng mà tôi cũng đến lại. Yes. Vâng, thôi tôi cũng quỳ. Vâng, 5-3. Vâng, tôi cũng quỳ. Vâng, và sau đây là một phút quảng cáo. Vâng, anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì qua showroom sàn FPC VFloor Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn màu ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 020-3361-8181. Vâng, ngày hội 9 chùm All Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7. Thể loại thi đấu là solo random, quy tụ 12 gương mặt xuất sắc của Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ 9 chùm ngày hội All này. Thể thức thi đấu đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Vâng, và sàn FPC VFloor đang được các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp yêu thích vì sự sang trọng trang nhã, còn được các gia đình lựa chọn bởi tính an toàn cho sức khỏe, chống nước, chống ồn, chống trơn. Anh em tìm hiểu có thể vào trang web vfloor.vn nha. Bạn chó. Zogon Rogan. Vâng, thua trận vừa rồi thì đúng là vâng, tôi cũng vâng đến lại ông Chip Boy trận vừa rồi. Nói chung là thua anh em ạ. Vâng, rất may thì đây là một trận thi đấu mà chúng ta là quân hơn. Vâng, này thua được cái trận. Cảm giác như tôi cũng đến thần kinh mất với cả ông Chip Boy cái trận vừa rồi. Vâng, đây là trận thi đấu mà quân chúng ta đẹp hơn khá nhiều so với cả đối phương. Bàn và bên kia chỉ là cho son. Vâng, đừng có phong cam nữa. Vâng, anh em bắt đầu lại nóng rồi. Vâng, hiện tại thì chúng ta vẫn đang dẫn nhá mọi người. Vẫn đang dẫn 5-3 đây, anh em cứ bình tĩnh rồi. Vâng, vẫn đang dẫn 5-3 đây, đã có cái gì đâu. Vâng, hai trạng nữa thôi. Ở đây là trạng thứ nhất rồi. Một trạng nữa thôi. Tôi nghĩ trận đấu bàn này không thể thua được. Vâng, bên kia chỉ là cho son rồi đấy. Và bài vở bàn đang là ưng. Bài là bầy hiêu đôi voi dành cho mình rồi. All of my
Vâng, say e cho mình thôi. Bài đấu này còn thế này, còn thế nha, không dành cho game thủ chị Boy. Và phía bên trong có vàng nha. Và công nhận là hôm nay thì để tính sơ sơ là nối mất 2 trận. Và một trận là AC, và một trận là con cho Joy vừa rồi. Tầm thì tôi nghĩ là cái tỷ số tầm này nó cũng đang rơi vào khoảng 7-1 dành cho game thủ chị Boy. Vâng, thì tầm này gây dây, một tay đánh, một tay cho một quần. Căn bản trận trước thì quá chủ quan tới từ chị Boy. Nghĩ là đối phương không ăn được vàng thì chúng ta gọi là đánh linh tinh là cũng win rồi. Nó không ngờ 98 tích đường lực, anh ta sau đó ăn được bài vàng và sóc chém đều. Sau đó có cả một đi đâm. Vâng, chị Boy bị cái tờ tiền đúng là bằng thốn. 19 dần đến từ bản. Người vẫn đang thiếu một đoàn. Vâng, trận xô với Kata thì không phải lỗi nha anh em. Trận đấy thì em nghĩ là lên đời sau 1 phút thì thua là chuyện bình thường. Mặc dù quân đẹp hơn nhưng trận đấy là chúng ta thua rồi bài. Đây rồi, có bài quả phụ dành cho Son, xin lỗi dành cho Pan. Hơi xấu một tí nhưng không sao, đây là Pan thì nó bú cũng là nhanh. Vâng, bài quả. Vâng, bắt Grab đi ăn cái bài quả. Nhưng nói chung là rất may thì đây là Pan nha. Dân Pan nó bú nhanh, thành ra vẫn ok thôi. Sẽ là trận thi đấu mà vẫn có thể kích 10 sớm được. Vâng, nhiều người nghĩ 98 hack. Vâng, chắc là anh em không thể tin được là 98 trận vừa rồi thắng. Nếu mà đánh ở Game TV Blood hoặc là đánh Ego Play thì chắc là nhiều người nghĩ hack thật cũng đúng. Bảo quái không ăn vàng, tại sao lại có chém. No 1 thì chiều nay sẽ đánh nha anh Trần Đình Dũng. No 1 sẽ thi đấu vào buổi chiều ngày hôm nay. Và mọi người có thể vào ae.vn nha để cập nhật các cái lịch thi đấu cũng như các cái kết quả của game thủ. Vâng, kích 9 luôn anh em ạ, không phải sang 10. Tôi dự đoán là 10 sớm nhưng chip boy vẫn là kích 9 trong trận đấu này. Vâng, 9 Monix dành cho Pan, bãi vàng phía bên trong. Trận thi đấu cùng kín nha. Trận này mở thua thì xin phép anh em lên cho ngay cái bàn phím. Có bảng xếp hạng rồi nha anh Nguyễn Trọng Hiếu. Anh có thể vào ae.vn nha. Vâng, kết quả thì sẽ được cập nhật liên tục, cập nhật sau khi mà game thủ có đánh kết quả xong cái là cập nhật luôn cho anh em nha. Và hôm nay chị Boy, bạn nữ chín chùm ngồi khác hẳn với cả bạn vâng ít quát ngày hôm qua. Vâng ít quát hôm qua có vẻ như không hợp phong thủy sao đây. Hôm nay bạn vâng nữ chín chùm ngồi cạnh thì đánh cảm giác như là vâng sẽ là một chiến thắng dành cho game thủ chị Boy. Và trở lại với cả diễn biến của trận đấu này thôi, khi mà con giò của game thủ Chipboy đã bắt đầu vâng di chuyển tới góc 12 giờ, không phải nhà của game thủ U98. Vâng, 26 dần đến từ cho giòn phía bên kia. Thế như vậy là chúng ta sẽ đánh một L và một BA. Vâng, một L bấy xe và chuyển cùng G dành cho mình. Bên kia thì không biết là 98 sẽ đánh theo kiểu gì đây. Anh ta đánh cung hoa một đáo thủ phù hay là đóng chém thủ phù. Còn bài này chắc đánh chém rồi. Bài thế là vâng rất là trống trải đến từ trò tròn phía của đối phương. Vâng, đang đi tìm dần của đối phương. Đây rồi, cơ sở. Vâng, bãi gỗ cũng như là gì đây. Vâng, ăn 2 BS à. Bài này thì thực ra thì chúng ta có cung L sang đây bắn cơ sở bó nhỏ đối phương là xong thôi. Vâng, nhưng hiện tại chiếc boy chưa ăn được quá nhiều dần của game thủ U98 viên kia. Và sau đây 98 sẽ có nhà phù cho mình. Vâng, P bên trong. Vâng, nhưng bây giờ thì có lẽ là game thủ chị Boy không quan tâm cái nhà phù bên trong rồi. Chúng ta chỉ cần đi bãi vàng thôi. Có cũng là thả bãi vàng của game thủ chị 8 là xong. Mặc kệ cái nhà phù bên trong của game thủ chị 8 đi. Vâng, tụ nhập cũng là chúng ta sẽ cho vào đấy bán sau. Đây rồi, cơ sở bãi ruộng của game thủ chị 8 bên kia anh ta đang đóng ruộng ở đây.
ở một vị trí cũng là khá hiểm, nhưng chị Boy tập này cũng lạnh tìm ra được, thả cung đầu bay vàng đối phương và tỷ số có lẽ sẽ là 6-3 dành cho chị Boy thôi. 8 trận này không một cửa, trận này không cần chém nhiều với chất quân chúng ta hơn, cái lợi thế đời rồi. Và không có tình huống ngoài e vừa rồi đến từ vị trí của chị Boy, nhưng cũng không sao, cẩn thận đối phương dắt ra những con phù nhá. Vâng, cần đi những con cung đồng mình ra trước bắn phù, tỉa phù, kiểu gì cũng sẽ có những con phù ở đây. Và tôi vừa nói xong thì vâng, đã có con phù của chị Đắc xuất hiện, anh ta có một pha vẻ tốt và chị Boy mất một con lạc đà cho mình. Nâng cấp trận cố muốn đánh vâng lâu dài rồi. Bên kia hình như là họ đang giấu phù ở đâu đó, chứ thời điểm này ít nhất là phải có tầm 3-4 con phù dành cho mình rồi. Đây rồi. Khá tỉnh táo đối từ cái vị trí của game thủ Chip Boy. Ăn được thêm con phù của đối phương và đẩy đều cung đường lên là xong. Vâng, thứ 8 chết bay vàng. Vâng, đối phương đang có thêm một con phù đằng sau nhá. Chip Boy vẫn đang muốn truy sát con phù của game thủ Chip 8. Con phù đây rồi, con phù một bắn nằm xuống. Ở bên kia thì tôi đang không hiểu là game thủ Chip 8 đang trông chờ vào điều gì trong trận đấu này, khi mà Chip Boy chưa mất cái gì cả, Phan Chica đã khỏe nguyên. Bóng cho son thì chỉ ăn với cả thủ nhà thôi. Và thế thì mất rất nhiều dân tới từ cái thủ 18 rồi. Vâng, lạc đà cũng được, cứ đẩy đều lên. Và lạc đà chúng ta có thể thiêu nha. Có thể thiêu ăn chém luôn đi. Và phủ đen, đèn thổi xong. Vâng, chính thức đi, 98 có 1 và 6-3 trong vâng, cái lượt trận thứ hai của cái thủ Chip Boy. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với cả trận thi đấu tiếp theo ngày sau đây. Một trận nữa thôi là Chip Boy sẽ có cái chiến thắng chung cuộc. Vâng, sẽ có điểm trong ngày thi đấu hôm nay. Và ngay sau đây là một phút quảng cáo. X-Watt, vâng, X-Watt for Kitchen, diệt khuẩn khử mùi an toàn cho sức khỏe, dành cho bếp, sản phẩm không hóa chất duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ kiềm ion, công nghệ ion kiềm tiên tiến tại Nhật Bản. An toàn 100%, không hóa chất, không cần nấu lại bằng nước. Và anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì có thể qua showroom sàn SBC V-Floor Quế Hiền tại địa chỉ 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn màu ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ thì anh em gọi hotline 020-3361-8181. Vâng, như vậy báo về bên kia là AC. Alamaz. Zook on top. Homus. Homus. Alamaz. Zook on top. Zook on top. Zook on top. Zook on top. Alamaz. Vào ngày hội chín chung All-Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7. Thể loại thi đấu là solo random, quy tụ 12 gương mặt xuất sắc của AI Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chín chung ngày hội AI lần này. Thể thức thi đấu là đánh đủ 13 trận, 2 chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Vâng, và hệ thống quán nhậu tự do hiện đang có 4 cơ sở tại Hà Nội. Cơ sở 1, 19 Nguyễn Văn Huyền. Cơ sở 2, 68 Thượng Nhuộm. Cơ sở 3, vâng, số 8 Lê Đại Hành. Và cơ sở 4 là số 3 Nguyễn Bình Khiêm. Anh em cần tư vấn món ăn cho bữa tiệc vui lòng liên hệ qua hotline 0886861919. Vâng, đây là trận thi đấu mà game thủ Chip Boy được đánh giá là cửa dưới hơn so với cả đối phương. Chất quân AC nó là tuyển hơn so với cả Summer của chúng ta. Cùng trông chờ vào bài. Mình hôm nay thì Chip Boy đang liên tục là những cái bài đấu được, những bài đấu tươi dành cho mình. Bài này hôm qua 98 cầm Zoom, No 1 cầm AC 11 giờ á. Vâng, làm gì có chuyện nấm mát được nhỉ? Vâng, hôm qua thì thấy vâng, tôi cũng nhận được cái thông tin báo về là No 1 hôm qua cũng có rất nhiều trận thi đấu mà vâng, quân tươi hơn so với cả game thủ 98, nhưng cái tỷ số chung cuộc của anh lại để thua 98 thôi. Vâng, là 6-7. Vâng, thắng thêm một trận nữa để ăn cơm nào. Ok anh Hoàng Huy nhá.
Vâng, hy vọng là mọi người bằng 5K4 quý vị khán giả đang có mặt đây có thể chia sẻ cho lên vâng tầm 7-6-7K anh em vào đây để like cũng như chia sẻ và cổ vũ cho game thủ Chip Boy. Vâng, với Chip Boy đang chỉ cần một chiến thắng nữa thôi là chúng ta sẽ có điểm trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng, đúng một chiến thắng nữa thôi, chạm một. Vâng, hy vọng là mọi người có thể like với chia sẻ mạnh mẽ lên nhá, comment nhiều lên để ủng hộ cho game thủ Chip Boy. Vâng, đúng bài này hôm qua 98 thắng No 1 đó. Vâng, bài mà hôm qua 98 thắng No 1 anh em cũng nhớ map và kinh đấy. Vâng, chứng tỏ bài IC hôm qua mắc binh nhưng để thua con Summer này. Tôi thấy là bài Summer này bài bình thường thôi, mà thấy báo là bài IC mắc binh. Nếu mà bài No 1 hôm qua vì tôi nhận thông tin là bài IC của No 1 hôm qua là chuyên những cái bài mắc binh thôi. Không biết là có phải đúng cái map mà anh em nhắc tới hay không. Thì thực ra thì hai game thủ chúng ta cũng không biết gì. Vâng, No 1 mà vâng, thế bảo vệ là đúng cái map đấy. Vâng, đúng map đấy thì có vẻ hơi khê dành cho Summer. Vâng, đúng cái map No 1 hôm qua đánh rồi. Vâng, map đấy thì AC sẽ tươi hơn. Sao lại nạp map được nhỉ? Vâng, đúng map này rồi anh em ạ. Thì báo về, nhiều người báo về là đúng map này. Vâng, nhưng trận đấu này thì tôi thấy là Summer của game thủ Chip Boy F-Đời cũng rất tốt. Nhưng mà hình như là AC khung nhà. Nếu đúng map thì là AC khung. Vâng, thế toàn chim lợn báo về là đúng cái map này thì tôi cạn lời. Vâng, vâng, tôi thấy chim lợn báo về là đúng map này rồi. Và cả ông Hải Mario qua anh bình luận bên kia mà không biết nữa thì tôi cũng chịu đấy. Vâng, tỷ lệ thấy báo về là lập map là 1 trên 99.000 thì vâng, lập sao được hả anh em? Nó quá khó để lập map. Vâng, toàn những ông chim lợn báo về toàn báo lá cải này chết tôi. Vâng, đây là con giò mới có cái công đến từ vị trí của game thủ Chip Boy. Đang chọc một dân AC đối phương. Chúng ta lên đời và sớm hơn so với cả AC phía bên kia. Nhưng AC dường như cũng đang là một thế nhà khung nhà. Và AC cũng mắc, cũng lên đời rồi. Vâng, ca kèo không? Hay sẽ là chuyển nhà BA đây. Bài AC của 98 đang có một cái hốc thì phải. Hay là nhà của anh ta đây. Chúng ta cũng cùng chờ xem con giò của Chip Boy chạy vào. Vâng, cảm ơn anh Cao Văn Thuần đã gửi tặng 50 sao tới game thủ Chip Boy nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Đang muốn tìm ra đàn hoàng bên ngoài của game thủ 98. Và map này cũng đang là khê đấy. Vì 98 lên đời cũng cân với cả chúng ta. Chỉ lên sau đúng một vài giây rồi. Và thế là thế kín dành cho AC. Oh.
Vâng, cái map ở quán LED thì cái chuyện nằm là thường xuyên rồi anh em ạ. Đây là map mà mình tạo cho nên là cái tỷ lệ nằm map là 99.000, 1/99.000. Vâng, như vậy là đã có cung R phía bên trong dành cho game thủ 98 tải truy sát cái con cung R bên ngoài của anh ta. Như vậy là 98 cũng không để ý chết một cung R. Bài đấu mà dường như là chui hốc đến từ 98 phía kia, và quyết định của game thủ Chiboy đó chính là đánh phát triển và hở không. Vâng, cố gặt, vâng cố chặt hở đi cho anh nào vào thăm em cái 98 ơi. Vâng, Chiboy vẫn đang rình mò và bắt con cung R của game thủ 98 đẩy lẻ đi. Vâng, này thì móc máy với cả chúng tôi vậy em ạ. Vâng, Chiboy vẫn đang truy đuổi cái con cung R của game thủ 98 không cho chạy. Vâng, cay lắm rồi đây, hôm nay thua một vài trận lỗi là cũng cay, rất cay. Nâng cấp chặt của hai dành cho game thủ Chiboy đang đánh là tương đối chuẩn bài. Vâng, 1L2BA cho mình. Vâng, vừa rồi cứ rỉa rói được, thỉnh thoảng này làm một vài dần của game thủ 98 và phía bên trong kia đi. Vâng, có lẽ 98 anh ta sẽ không phát triển quá to đâu. Vâng, phải đuổi cho anh em, vâng, phải đuổi con cung R đấy, không có sao nhà mình. Nói chung là bây giờ cũng không có việc để làm cơ. Quân đối phương thì đứng bên trong hết rồi. Cái nhà siêu kín chúng ta cũng chỉ biết truy đuổi và đánh phát triển thôi. Bài nâng cấp trận của hai sớm BC và ra một con dân khỏe đến từ Chiboy. Tôi nghĩ thời điểm này thì chắc là game thủ 98 vẫn chưa thể bung ra ngoài được. Vẫn đang chỉ là những tên móc máy nhỏ lẻ đến từ AC phía bên kia. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đạt đã gửi tặng 100 sao tới game thủ Chiboy nhá. Vâng, 6-3 nghiêng về Chiboy rồi anh. Vâng, câu hỏi có vẻ hơi ngây thơ. Bắt đầu bùng nhà chính phát triển tới từ vị trí của Chiboy, và thậm chí tôi nghĩ là kích luôn cái đầu máu cho mình. Chuẩn bài, đánh như mình đánh vậy. Vâng, ông vẽ vời qua đây, có cái con cung R AC. Vâng, vậy e để bắn vâng gần được Summer. Vâng, cho làm xuống luôn. Lần này đánh phát triển thôi, đập ca thì lúc đầu chúng ta đánh được công L bằng công ca vào, không giải quyết vấn đề gì. Đánh phát triển là hợp lý rồi. Vâng, chuẩn bị có đầu gấu đầu mèo và đánh bung ra lấy vâng thịt đánh người, đánh cung R kèm lạc đà cho mình. Và đây là cơ sở điểm yếu của game thủ U98, một dây bê dài. Vâng, tuần này liệu có xô vào hay không đây Chiboy. Vâng, tự tin. Không không, rất đông cung R của 98 được kéo ra đây. Ôi thôi, thôi. Xin. Giờ thì đúng là chỉ có đứng ngoài bắt quân đi lẻ của game thủ 98 đẩy sang nhà chúng ta móc máy thôi. Nhà bên kia là AC bất tử, anh ta cứ đứng cung R AC bên trong thì chúng ta không làm cách gì được. Vâng, đào vàng, phát triển to đào vàng, nghĩ tới chuyện bật 4 cũng được. Kể cả thời điểm về sau kẹp ca được. Vâng, về sau kẹp ca được. Vâng, thời điểm về sau tôi nghĩ là Chiboy cũng có thể kẹp ca cho mình. Vâng, giờ thì có lẽ sẽ phải phát triển to rồi. Tôi thấy là Chiboy không có tình huống đi dâng ca cho mình. Tầm này vâng lực khỏe kẹp thêm hai nhà ca cũng được. Tầm này chúng ta vẫn đang đi cái thủ 98 phiên kia. Làm hai nhà BK dã cho nó chất. Ca Summer. Vâng, truyền hình trực tiếp ca cộng luôn sang nhà của 98. Và một tuần đi lôi quân của 98. Vâng, rất nhiều quân của 98 bị bắt trong tình này. Vâng, đấu luôn á. Vâng, đấu luôn á. Lạc đà kẹp cung R, lạc đà đã có đầu máu nhá. Cung R đầu gấu các kiểu rồi. Đấu này mà 98 đứng lại thì anh ta sẽ là người thiệt. Vâng, chấp dốc luôn.
Bóng chất dốc, game thủ 98 trong tình huống này luôn. Đánh một trận Summer giành chiến thắng AC cho hiểu. Vâng, bắt đầu và chạy của cái thủ 98 tiền kia. Nhưng tôi nghĩ trong tình này thì chưa thể là ốp được đâu. Chưa chắc đâu có thể ốp được. Vâng, nhưng tạm này chúng ta vẫn đang đi rất mạnh bên phía đối phương rồi. Tạm này của Chip Boy là 85, bên kia thì chắc là tầm 70. Vâng, để ý thêm những tầng quần ốp. Đẩy đều lên, dồn đều lên. Vâng, chuẩn bị tăng thêm nhà BA cho mình đi. Và nâng cấp đầu vàng lên cũng được nha. Bên kia là chất cung người AC, cho nên tôi nghĩ là trong trận đấu này chưa chắc là có thể giết chết được 98 ngay đâu. Chúng ta đang có lợi thế hơn về dần. Vâng, chém 4 đi. Vâng, dần chúng ta đang là đông hơn hẳn, cho nên là đánh chậm lại một tên tôi cũng được. Vâng, dân của chiếc boy nó đang sóc là vô học. Vâng, HC liên tục, tham lại đã là con số 93 trên 124 rồi. Tăng nhà BL tiếp theo dành cho mình. Cái liên quan công nghệ đào vàng cũng nâng cấp. Vâng, lạc đà vẫn đang chém hai kìa, chiếc boy có để ý điều này hay không? Vâng, chiếc boy không để ý điều này. Ngồi cạnh tôi thì tôi còn nhắc được, đang ngồi cách xa nhau. Vâng, đây là tự lực cánh sinh thôi. Vâng, làm tân được khỏe thế, làm cái vâng chém 4 lên. Và vâng vã vào đầu 98 ngay. Vâng, lạc đà nó bổ ngay. Vâng, tạm bài đã là con số 112 trên 124 dành cho game thủ chip boy rồi. Vâng, 98 không thể nào được chip boy trong tình này. Tôi chắc chắn một điều là như vậy. Vâng, thậm chí là chip boy có thể dồn lên ốp ngược game thủ 98. Tạm này là lead mode rồi, dồn hết lên ốp. Và chúng ta chiếm con dốc kìa, một pha đi lôi quần của game thủ 98. Vâng, trận này thì tôi nghĩ là 98 không có cửa. Không cửa dành cho 98. Vâng, đây là trận thi đấu mà 98 không bị chip boy ăn dần nha. Vâng, đây là một trận thi đấu mà không bị ăn dần thời điểm đầu. Vâng, lên đời là cân nhau đấy. Một trận thi đấu dùng trình. Bài xì bên kia là khung kín mít, thời điểm đầu không mất dần đến từ game thủ 98. Vâng, nhưng bây giờ thì game thủ chiếc boy đã có cái lợi thế dành cho mình rồi. Tham lại là 113, dồn hết quân của mình lên. Vâng, tăng đều nhà BA lên, gỗ đang là rất nhiều. Vâng, hơn 1.000 gỗ dành cho game thủ chiếc boy. Vâng, sóc lạc đà đẩy đều lên thôi. Vâng, tôi nghe loáng thoáng bên kia tham này có 8x thôi thì không có cửa rồi, chúng ta hơn tầm 30 tham. Vâng, ốp vào đi, tôi nghĩ là lên ốp vào đi. Vâng, đánh đời 4 đây, kể cả đời 4 thì Summer vẫn là trên cờ sò với cả AC. Vâng, thủ ca, cái ca to là AC tịt luôn. Vâng, chiếc boy sẽ đấu quân trong tình huống này. Vì quân chúng ta là vào cung đờ kẹp lạc đà. Và tầm này thì đã mắc binh công nghệ đời 3 rồi. Vâng, đầu máu chém 4 các kiểu đã có. Thậm chí là chiếc boy có thể ăn thêm một bãi vàng mới cho mình để sóc vào nhiều lạc đà hơn nha. Và bung ăn thêm một bãi vàng mới. Và đây là tên đấu quân trong tình huống này. Tham lại của chip đã là 131 trên 136 rồi. Không giảm quá nhiều tham trong pha đấu quân rồi. Vâng, để chip boy phát triển thì nó cũng không phải là vâng ngơ lắm đâu. Vâng, như vậy là nhiều khả năng là hôm nay là trả thù cho người anh của mình rồi. Vâng, không biết là No1 hiện tại thì anh có đang xem cái luồng ngày stream này không? Vâng, hay là anh đang ngủ? Vâng, nhưng mà hôm nay thì chip boy nó cũng đã trả thù cho anh rồi. Và hôm qua thì người anh của mình bị đấm, hôm nay chiếc boy cũng trả thù cho người anh của mình. Chung là chắc chắn thắng trong trận đấu này rồi. Cái thời gian 98 quyết và sẽ là bao lâu đây, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và như vậy là đã 8k9 anh em đã có mặt trong lần này team của game thủ chiếc boy rồi. Qua đông và hy vọng là người có thể bằng chia sẻ, bằng like và chia sẻ cho lên 10k anh em được không. Thì còn một vài trận thi đấu nữa thôi và chắc chắn là chiếc boy sẽ có điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thêm một tên rồi quân. Và phía bên trong nhà game thủ 98 đã hết sạch quần rồi. Và anh ta vẫn đang chảy cối.
Vâng, có lẽ chị Boy sẽ nhả một turn và kích 4. Và một turn kích 4 thôi là xong. Tầm này cũng không cần sắp quân. Quân chúng ta là quá đông rồi. Dồn và sắp quân cũng thắng, không sắp cũng thắng. Vâng, số lượng quân bên nhà 98 đã đủ. Và tỷ số là 7-3 trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, 7-3 trước game thủ 98. Và bây giờ thì những trận thi đấu còn lại đánh lấy hệ số thôi anh em ơi. Và còn 3 trận thi đấu. Vâng, 7-3 dành cho Chip Boy. Và một nụ cười của bạn Chín Chùm ngay bên cạnh dành tặng cho Chip Boy rồi. Một chiến thắng quá tuyệt vời. Vâng, đây là vâng đang tư vấn cái gì đây? Vâng, tôi đang thấy bạn nữ đang ngồi cười xong lại nói chuyện. Vâng, tư vấn cái gì đây? Chị Boy cũng cười nhá. Vâng, ưng chưa? Vâng, ngày là có chim lợn của đằng sau đấy. Vâng, chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây. Và anh em nào ở thành phố Thanh Hóa muốn nát sàn FBC Bflor thì có thể qua showroom Bflor Cương An tại địa chỉ 13-19 Đại lộ Nguyễn Hoàng, Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Cần hỗ trợ thì anh em gọi hotline là 0237-322-6666. Ngày hội Chín Chùm All Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7. Thể loại thi đấu là solo random, quy tụ 12 gương mặt xuất sắc nhất của Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Chín Chùm ngày hội AON lần này. Thể thức thi đấu là đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Vâng, và sàn SVC Bflor đang được các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp yêu thích vì sự sang trọng, trang nhã, còn được đánh vâng còn được các gia đình lựa chọn bởi tính an toàn cho sức khỏe, chống nước, chống ồn, chống trơn. Anh em tìm hiểu có thể vào trang web bflor.vn nha. Vâng, Sengric, thôi. Vâng, đánh cái gì? Sengric, đánh cái gì? Vâng, 83. Tầm này thì vâng, 98 có vẻ cũng vâng chán rồi đấy. Vâng, tôi nghĩ là cũng bắt đầu buông tay của Kyo rồi. Vâng, em Chín Chùm vâng xinh dễ thương này còn thả tim thế này. Vâng, không biết là nhà anh Đình Long đã có vâng sổ hộ nghèo chưa mà anh. Vâng, quảng cáo thì thay đổi liên tục nhờ anh Nguyễn Thế Đức cho nên không thể ghi âm mà phát lại được. Vâng, quảng cáo ngày hôm nay cho nhà tài trợ này, hôm sau chúng ta nhà tài trợ khác làm sao có thể vâng ghi âm lâu dài được. Vâng, trận thi đấu tiếp theo chúng ta là Kata, bên kia là Khô. Và bây giờ thì còn 2 trận thi đấu. Vâng, còn 2 trận thi đấu thôi. Hy vọng là mọi người như anh em đang có mặt trong luồng livestream của game thủ Chip Boy, nhưng ai chưa like vâng chưa chia sẻ cho Chip thì hy vọng là mọi người có thể bớt 1-2 giây ra để like cho Chip Boy. Và còn đúng 2 trận nữa thôi là buổi trực tiếp của game thủ Chip Boy sẽ khép lại. Chắc chắn có điểm ngày hôm nay rồi. Ok, Linh ra rồi nha, 13 đi à. Vâng, Chip có bạn nữ Chín Chùm nha anh. Vâng, anh The Blue Dương có Chín Chùm nha anh. Có bạn nữ Chín Chùm. Vâng, X-Watt for Kitchen, diệt khuẩn, khử mùi, an toàn cho sức khỏe, dành cho bếp, sản phẩm không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến tại Nhật Bản, an toàn 100%, không hóa chất, không cần nấu lại bằng nước. Và anh em tại tỉnh Quảng Ninh thì qua showroom sàn SBC Bflor Quế Hiền tại địa chỉ bóng 300B Cao Thắng, thành phố Hạ Long để chọn áo ưng ý nhất nha. Cần hỗ trợ tư vấn thì anh em liên hệ qua hotline là 020-3361-8181. Và mai mấy giờ đánh tiếp á? Mọi người có thể vào aoe.vn nha anh Trung Lê Văn. Anh có thể vào aoe.vn để cập nhật các cái lịch thi đấu của các game thủ cũng như là kết quả. Cho màn hình bạn Chín Chùm to đi em, lên đời ba rồi quay game. Vâng, thế như vậy thì chiều mỗi anh thôi anh Cao Văn Thuận ạ. Nhưng mà em thì vâng em này bị vâng anh em choảng đá. Không biết là anh em phải vâng, tặng cái tip gì thì em mới làm được cái việc đấy thôi chứ bây giờ. Vâng, tự nhiên ông Dung to lên rồi lên đầy ba mới vâng, quay màn hình game thì chết em. Ô
Vâng, zoom to cam lên á. Thôi, vâng, thôi mọi người, bình tĩnh. Vâng, anh em yên tâm là ngày nào mà đánh giải thì cũng sẽ có những cái bạn nữ đại sứ thương hiệu ngồi đằng sau nhá. Nên anh em không phải lo đâu, thoải mái đi. Buổi chiều hôm nay thì anh em có thể vào fanpage của L1 và cũng sẽ có bạn nữ ngồi đằng sau để cổ vũ cho L1. Vâng, thì anh em có thể vào để theo dõi cũng như ủng hộ. Đây là bạn nữ đại diện cho thương hiệu Chín Chum nha. Vâng, đúng rồi, Sengric vừa rồi đối phương quyết luôn anh em ạ. Tầm này vì 98 anh ta không có điểm trong ngày hôm nay rồi, và Sengric là quân tịt. Vâng, nói chung là cũng có thể chấp nhận được. Quyết thì vâng, tôi thì chấp nhận được. Tầm này anh ta hết điểm rồi, trắng tay trong ngày thi đấu này rồi thì vâng, Sengric nữa thì đánh cái gì. Vâng, thôi đây, xong trận nha anh Đô Yên. Vâng, xong trận thì em sẽ vâng, zoom cam ngay lập tức cho anh em khán giả nha. Vâng, xong trận rồi. Hết trận thi đấu. Bài đấu Katha chúng ta quay đi quật lại đã có một bầy hiêu tại nhà chính của mình. Một voi đang chuẩn bị được xả thịt. Thêm bầy hiêu và đôi voi tiếp theo. Đồ ăn đã đủ dành cho Katha. Hai bầy hiêu và ba con voi dành cho mình. Vâng, chú coi có số em chín chùm á. Vâng, em thì vâng không xin được. Vâng, mọi người có thể vào trang web là rượu9chum.com nha. Vâng, để tìm hiểu về bạn nữ. Vâng, bạn đại sứ thương hiệu cho rượu chín chùm nha. Rogan, Lauren, Yuri, Oklahoma, vâng, chị Boy, anh em có thể nhìn thấy bây giờ ông bắt đầu ông thắng rồi đấy, ông ngồi bốc phét, ông ngồi đằng sau cứ vâng trò chuyện với bạn nữ kia thôi. Và bạn nữ thì tôi không biết là nói gì, cứ cười liên tục, vâng sướng, cười liên tục. Vâng, chị Boy em nó còn biết tán gái thế này thì chết tao. Vâng, chết tôi. Khi mà tôi thấy chị Boy nó quá là lành. Vâng, đánh gì nữa, ào đi. Vâng, bài đấu mà 98 lên đời là sớm nhỉ, điểm số của anh ta là tương đối cao. Ồ vâng, như vậy là bãi vàng chúng ta rất may, chim Boy có những tình huống vâng xử lý tốt. Vâng, vậy bắt được con giò của game thủ U98. Mất 2 dần mà bắt được con giò đối phương. Nhưng mà quân thì vâng, chúng ta là khó hơn 98 lên đời sớm hơn trong trận hôm nay. Anh ta sẽ có P thủ ngay sau đây. Nói chung là con giò tầm này nó không giải quyết vấn đề gì, vì bên kia họ sẽ có những con lạc đà và kẹp cùng được thủ 1P ở nhà. Vâng, lúc nãy thì thua, lúc nãy thì căn bản là vẫn chưa giành chiến thắng nhanh kiểm còi, cho nên là thua mấy cái trận nó cũng hơi ngứng ẩn tí, cho nên mặt nó hơi căng thẳng tí, mặt nó giãn ra như kiểu con pitbull ý. Vâng, như vậy là tỷ số vâng 8-4. Đây, vâng, zoom cam lên cho anh em luôn đây. Vâng, khổ lắm. Vâng, zoom cam chiều anh em chưa? Vâng, chiều, vâng, không có gì chiều hơn rồi đấy.
Vâng, em nào thành phố Thanh Hóa muốn lát sàn SBC V4Law thì qua showroom V4Law Cường An tại địa chỉ 13-19 Đại lộ Nguyễn Hoàng, Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Cần hỗ trợ anh em gọi hotline 0237-322-6666 nha. Ngày hội 9 châu môn Star Cup diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7. Thể loại thi đấu là solo random. Vâng, quy tụ 12 gương mặt xuất sắc của hai Việt Nam mang đến cho người xem những trận đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn. Vâng, xin chân thành cảm ơn trận cuối. Nhà tài trợ chín chùm ngày hội AVN này, thể thức thi đấu đánh đủ 13 trận, ai chạm 7 trước là thắng, thắng sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Vâng, như vậy là chúng ta tiếp tục là Kata, bên kia là Baby. Vâng, tôi cứ để cái cam đây cho anh em vâng, nhìn một tí vậy. Vâng, thôi, vâng, cười vừa thôi. Vâng, cười nhiều là chết đấy. Vâng, như vậy đây là trận thi đấu cuối cùng rồi anh em ạ. Những em nào mà chưa like, vâng, chưa chia sẻ, ủng hộ cho game thủ Chip Boy thì hy vọng là anh em có thể bớt chút ít thời gian nha. Và 1-2 giây thôi, không nhiều, để có thể like, chia sẻ, cổ vũ cho game thủ Chip Boy. Và một chiến thắng quá tuyệt vời cho game thủ Chip Boy rồi. Bỏ Chip Boy đi, vâng, bỏ thằng Chip đi, bình luận viên à, để cam hết trận đi. Ôi, thôi thôi anh ơi, vâng, hết trận thì em sẽ lại tiếp tục zoom cam lên cho anh em một vài phút để cho bạn nữ chính chung chào anh em nhá. Vâng, quay chế làm gì nữa. Vâng, vẫn phải quay thôi anh. Vâng, không quay thì nhiều anh em này, vâng, anh em nghiêm túc. Vâng, nhiều em thanh niên nghiêm túc thì lại bảo không tôn trọng khán giả gì cả. Vâng, đây là đánh chế là đi, vâng, vâng, ngắm gái. Vâng, Nomo thì hôm qua để thua 6-7. Nomo hôm qua thua 6-7 trước game thủ 9-8. Hôm nay thì Chip Boy trả thù cho người anh của mình. Buổi chiều ngày hôm nay thì Nomo có cuộc đối đầu với cả game thủ He. Vâng, He He, một game thủ mà được đánh giá tôi nghĩ là cũng là cửa trên hơn so với cả Nomo đấy. Vâng, thủ tục quay làm gì? Thực ra thì cũng quan trọng lắm đấy anh em ạ. Vì không phải là cứ thắng có điểm là vâng yên tâm đâu. Nhiều khi vâng về cái thế mà bằng điểm nhau thì chúng ta phải hết xét về cái hiệu số cơ. Càng nhiều hiệu số thì càng yên tâm. Cho nên là trận thi đấu nào chúng ta cũng sẽ phải chắt chiu, sẽ phải đánh vâng tử tế. Chip vòng sau gặp ai à? Mọi người có thể vào ao.vn như anh Ngô Đình Cương. Vâng, vào ao.vn, sau đó thì cập nhật cho mình cái lịch thi đấu nhá. Vâng, sẽ có bảng xếp hạng để cho anh em theo dõi lịch thi đấu cũng như kết quả bảng xếp hạng cho anh em. Vâng, mọi người có thể vào ao.vn thì vâng, đầy đủ link của các game thủ. Vâng, sẻ của anh em cũng có hết trong đấy nhá anh Hoàng Hà. Bài đấu Kata đang không được cười, cẩn thận cô voi. Cửa nhắc xong, vẫn chiếc voi thì cũng rồi, không để con sư tử. Nhưng cái đứng cái thế này thì con dân sẽ không thể ở phi được chết con sư tử nha. Hoặc không, vẫn ăn được à? Vâng, bị sư tử chơi trước mấy cái vẫn chơi được. Vâng, đang có con xe giò để đi tìm nhà của game thủ 98 nhưng hiện tại vẫn chưa thấy nhá. Vâng, con xe giò đang có vẻ như bị vướng con D. Tôi đang không thấy con xe giò di chuyển ở trong các 3 giờ kia nữa rồi. Vâng, Kata của Chip Boy đang là một bài đấu xấu thôi. Bài đấu vâng, tầm này thì nói chung là cũng có điểm rồi. Vâng, thua trận này cũng không sao cả. Không cố được thì thôi. À, ăn chanh, ăn chanh. Vâng, ăn chanh nha. Vâng, không đập à. Vâng, Chip Boy bẫy nhưng 98 vâng, nó đóng BS ở vị trí khác rồi. Vâng, thôi, vâng, làm anh vừa phải thôi. Vâng, bài như vậy là kích đời không được sớm tới từ vị trí của game thủ Chip Boy. Thêm vâng, con voi và bãi quả phụ cho mình. Nhưng thời điểm bây giờ đang là rất muộn. Khi mà dân chúng ta đã di chuyển hết nên cái mạn góc 12 giờ kia.
Vâng, câu con voi này về và sau đó thì sẽ xả thịt tại nhà BS thôi. Những thằng dân đang khai thác bầy hiêu kia sẽ xả thịt con voi. Vài baby của 98 cũng biết là vâng có sớm hay không, nhưng hiện tại tôi chưa thấy điểm số 98 nhảy. Và có vẻ như bài cũng nhiệt. Vâng, chuẩn bị đóng nhà điều kiện cho mình. Bài đấu mà chúng ta sẽ kích cỡ khoảng 11:30 và 11:20 dành cho Kata. Vâng, kích đời ở 11:35. Vâng, như vậy không được sớm dành cho Kata của chúng ta. Rất khó để đối đầu với Baby nếu không có tính chất đột biến. Nhưng phía bên kia thì kê thủ 98 cũng lên đời 2 muộn. Vâng, lên đời 2 là ngang phèo với cả chúng ta. Nhưng tôi nghĩ đời 3 thì 98 có vẻ sẽ là người lên đời sớm hơn. Nhưng mà chiếc bòi kích lỗi. Bài đấu lên đời xong có nguyên một bãi quả khai thác tới từ game thủ. Vâng, chip boy bắt đầu có giò đẩy đi. Phía bên kia họ cũng đã bắt đầu làm vàng dành cho mình. Và baby thì phù nó rất tuyển nha. Vâng, chip boy liệu có dâng dần lên để bom không? Vâng, tôi nghĩ là game thủ chip boy lên dâng hết dần của mình lên. Vâng, đi công tác đầy đủ và sau đó dâng dần lên đây. Công cái nhà BA, xin con T và lôi dần ra đập cũng được. Ở trận thi đấu mà chúng ta sẽ phải giải quyết sớm. Đúng rồi, một BA để bắn vào bài vàng của baby phía bên kia. Bài vàng rất đẹp dành cho game thủ 98. Giò thủ. Vâng, một A và một B. Như vậy là sẽ công thẳng luôn vào bãi vàng của game thủ 98 và sau đó chúng ta sẽ có B ra để mà chơi. Vâng, để mà chơi con lạc đà của đối phương. 98 không biết là có bánh xe không. Con P, vâng, chip boy đang rất cẩn thận rốt con P của mình lại. Vâng, lạc đà chúng ta chuẩn bị tới và đây là con lạc đà công giáp đầy đủ trong tình này. 98 chưa có bánh xe cho mình. Vâng, liệu đây có phải là một trận thi đấu toang tới từ game thủ 98 không? Không thấy lạc đà của anh ta đâu. Vâng, như vậy là bên kia họ không sắp lạc đà. Thấy chúng ta dừng về và anh ta không sắp lạc đà cho mình. Bây giờ nhiệm vụ của game thủ chip boy đó chính là đi quản vàng thật gắt nhá. Rồi dần lên đây đập rồi. Ôi giời ơi, vâng, như vậy phủ mất con lạc đà tới từ game thủ 98 rồi. Vâng, 98 đã xin một con lạc đà của game thủ chip boy. Lực chip boy tạm thời vẫn đang có để mở ra những con lạc đà cho mình. Nhưng kiếm kia để cho họ một tích được phủ thì thế là sẽ có dành cho chip boy nhỉ. Vâng, tham này chúng ta đang là 29/36. Tạm thời thì tôi nghĩ là chip boy vẫn đang đi tham so với cả game thủ 98. Nhưng đây không phải là một trận chiến thắng. Vâng, chưa chắc đã là một chiến thắng cho chúng ta đâu. Vâng, phải thi đấu thật tốt. Vâng, như vậy là game bên kia thì họ cũng đã bắt đầu hết phù rồi. Chúng ta đã đập được 3 con phù của game thủ 98. Bây giờ dân 98 đang bị quản. Vâng, họ chỉ vâng bây giờ quản gắt vàng thôi. Sắp con giò không? Đuổi cái đảo dân của game thủ 98. Tiếp tục là có phù dành cho 98 bên kia và anh ta chuyển về thế đánh hốt mã. Vâng, khê khê đấy. Vâng, khê đi đà. Vâng, như vậy là đây là một tên hỗn mã game thủ dám đẩy lên thì chúng ta là những con lạc đà. Tạm thời thì chip boy vẫn đang chơi được nhưng đằng sau những con hỗn mã này kiểu gì sẽ có những con phủ. Bài đấu chúng ta chỉ đang đánh được một lờ thôi, lại cũng đã bắt đầu hết thực. Vâng, tôi lâu ra mà đập đi. Bắt con phủ của đối phương. Trận đấu này và hút rồi vẫn phù đỏ dành cho 98. Rồi xong hết lực. Vâng,
lực bất tòng tâm đến từ game thủ Chip Boy rồi. Hết lực, bên kia họ đã bắt đầu quay trở về nhà của mình làm vàng để xin thêm những con vụ. Vâng, kê, kê. Vâng, như vậy là tham lai của Chip Boy chỉ còn 28/36 thôi. Chúng vẫn đang rất cố gắng tới từ vị trí của Chip. Để cho Chip dám tấp này thì anh ta ra được phủ đều cái là khê lắm rồi. Vâng, bị công lên. Vâng, tôi nhường. Vâng, tôi nhường đi. Chip Boy khá chạy cối trong trận đấu này. Vâng, nhưng tôi nghĩ là thế có rồi, khi tầm này kẻ bắt được hết cái đạo cung giờ này đi chăng nữa thì game thủ 8 anh ta có phủ công lên là Chip Boy khi. Vâng, hai là đều dành cho game thủ Chip Boy. Thời điểm này thì đang có vẻ như là hơi muộn màng. Vâng, như vậy khó rồi. Và tỷ số là 8-5 trong vâng, lượt trận thứ hai. Vâng, như vậy là buổi trực tiếp trên fanpage của game thủ Chip Boy xin phép được khép lại tại đây thôi. Vâng, rất cảm ơn anh em đã quan tâm đồng hành cùng với cả game thủ Chip Boy trong buổi sáng hôm nay. Nói chung là kết quả vâng 8-5 cũng là đẹp dành cho game thủ Chip Boy rồi. Ờ, Yung Gi chưa lên à? Anh xem lên chưa?